Chương 251. Tất cả vì cướp đoạt, trong nháy mắt hắn đã giết chết Huyền Vũ, một thần thú có thể so sánh với cao thủ Kim Đan cảnh. Phương Hàn lúc này mới biết bản thân sau khi luyện chế Bổn Mạng Phù Lục thì bản thân mình đã cường hãn đến mức nào. Bổn Mạng Phù Lục thật là cường đại vô cùng, không tính tới 50 loại thần thông khác, chỉ riêng Thần Thông Ngũ Đế Đại Ma đã phải giết bao nhiêu yêu thú ngũ hành. Sau đó lại dung hóa Bạch Hồ, Thủy Viên, Chu Tước, Hoàng Sa vừa rồi lại dung hóa thêm huyền vũ nữa. Những thần thú này, mỗi một con ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới đều tương đương với một cao thủ kim đan cảnh. Nhất là hoàng sa, có thực lực tương đương với cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh. Phong Hỏa Đại Kiếp, nếu như có cao thủ trường sinh bí cảnh nào đó bắt được mấy con này rồi đem đến Thiên Đạo các bán đấu giá thì mỗi con có thể đạt tới 10 triệu viên đan dược. Tương đương với một kiện đạo khí đáng giá hơn đại phạm quang minh thuyền rất nhiều chứ đừng nói đến mấy cái loại ngũ hành linh thạch như bính hỏa lôi trạch xa. Cửu thiên tức nhưỡng tinh, thái bạch kim tinh thạch, cho dù là có đem ngũ hành linh thạch chất thành đống lớn như ngọn núi cũng chưa chắc đã hóa thành một thần thú như thế này. Tinh khí của bọn chúng tập trung lại một chỗ thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Có điều phải có nhiều tinh khí như vậy mới có thể luyện thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn. Phương Hàn thầm kinh hãi trong lòng. Một môn thần thông vô thượng này không hổ là tuyệt học đỉnh phong của Ma đạo. Quy lực sau khi luyện thành làm cho hắn cảm thấy bao nhiêu vất vả, khổ cực mà hắn đã bỏ ra cuối cùng đã được hồi báo. Có điều, vẫn có một chút không được hoàn mỹ. Ta còn một môn thần thông còn chưa tu luyện đến đại viên mãn. Nếu như môn thần thông này tu luyện đến viên mãn thì bổn mạng phù lục hẳn là sẽ càng cường đại hơn. Phương Hàn xem xét bổn mạng phù lục của bản thân, cảm giác vẫn có chỗ chưa được hoàn mỹ hiện tại trong bồn mạng phù lục của hắn có 55 loại thần thông. Loại yếu nhất chính là đại thiết cát thuật, bởi vì đây là thần thông do chính bản thân hắn tu luyện. Là một loại thần thông vô thượng, làm sao có thể nhất thời, nửa khắc mà luyện thành được, có điều hắn vẫn còn rất nhiều thời gian. Chờ đến khi tu luyện đại thiết cát thuật đến viên mãn thì lực sát thương của bồn mạng phù lục sẽ tăng thêm một lần nữa. Bổn mạng phù lục của ngươi quá cường đại, nếu tiến thêm một bước nữa lột xác thành kim đan thì sẽ cường đại đến mức nào diêm kích động vô cùng toàn thân run rẩy hắn cũng vô pháp tưởng tượng được uy lực của kim đan do phù lục này biến thành sẽ mạnh đến mức nào ta muốn tu luyện tới tầng thứ bảy kim đan cảnh cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai bất kể như thế nào đi nữa thì trước tiên phải tìm được linh phù theo lời của lão nhân để có thể tự do ra vào ngũ hành địa phương hàn tiếp tục đi sâu vào trong tự hồ sát khí của phương hàn khiến cho đại địa rung động hoặc là do bổn mạng phù lục của hắn tỏa ra khí tức quá mức cường đại. Làm cho tất cả những yếu thú cường đại đều cảm thấy kinh sợ. Sau khi hắn chém chết huyền vũ thì các yêu thú ngũ hành cường đại cũng không xuất hiện ngăn cản hắn nữa. Một ít yêu thú thông linh đều ẩn trốn đi, mà một ít yêu thú cường đại hơn lại chuyển đối tượng sang đám người thái nhất môn và đệ tử của ba đại kiếm phái. Dù sao thì chuyện có người cường hoành mở ra một thông đạo đi vào ngũ hành địa chỉ trong chốc lát đã truyền đi khắp ngũ hành địa phanh 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 vô số những tiếng nổ vang vọng khắp đất trời thiên ma vương liên tiếp phát nổ vô số máu huyết cuồn cuộn tản ra xung quanh toàn bộ đều bị hút vào trong kiếp vân những thiên ma vương này cũng không phải tự bạo mà là do mặt nhật thiên tai khiến cho bọn chúng bị hút vào trong đó chết ngay lập tức triệu huyền nhất sư huynh làm sao mà lại có nhiều thiên ma vương như vậy còn có vô số yêu thú ngũ hành nữa từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua số lượng đông đảo như vậy một vài chân nhân của Thái Nhất Môn nhìn ma vân rậm rạp phía trước. Trăm ngàn thiên ma vương, vô số hỏa ô nha, kim tinh thần phong, đằng xà, mộc yêu, thủy mẫu, lớp bị đánh tan thì lại có lớp khác sông lên. Giống như ong vỡ tổ không ngừng tiến lên, vây công đoàn người của bốn đại môn phái, có một vài cao thủ tầng thứ sáu thần thông bí cảnh. Quy nhất cảnh không nhịn được cũng xuất ra bổn mạng phù lục của bản thân ra. Liên tiếp cùng một chỗ, bảo vệ bản thân. Bọn họ bị vây trong vô số yêu thú. Thiên ma, có điều bổn mạng phù lục của mấy người này cũng chỉ có chừng 8 9 loại thần thông. Thậm chí có cái chỉ có được 5 loại thần thông ngũ hành cơ bản. Uy lực tuy không quá yếu kém nhưng căn bản không thể so sánh với bổn mạng phù lục của Phương Hàn. Kỳ thật thì tu hành về quy nhất cảnh, cho dù chỉ có 5 loại thần thông ngũ hành cơ bản ngưng tụ thành bổn mạng phù lục thì cũng vô cùng cường đại. Lực sát thương lực phòng ngự cao gấp 10 lần cao thủ tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Tốt, thật là nhiều nguyên khí ngũ hành, nơi này thật là tốt, có điều có quá nhiều thiên ma vương, còn có vô số yêu thú nữa. Nếu như không có 12 vị sư huynh dùng bổn mạng kim đan thi triển ra mặt nhật thiên tai thì có lẽ chúng ta đã bị bọn chúng lao lên xé xác rồi. Nhanh hấp thu nguyên khí ngũ hành đi, ta cảm giác là mình sắp đột phá rồi. Đột phá quy nhất cảnh, chúng ta có thể luyện ra bổn mạng phù lục như vậy có thể liên hợp cùng một chỗ bọn chúng cũng không thể làm được gì chúng ta không ngừng có yêu thú ngũ hành bị mặt nhật thiên tai giết chết ngũ hành tinh khí cuồn cuộn truyền đến sáu đại chân nhân của thái nhất môn là phúc thọ lộc mệnh khảm ly khôn nguyên trường xuân cũng thoải mái hấp thu tăng cường thần thông ngũ hành của bản thân đột nhiên từ trong cơ thể bọn họ phát ra âm thanh vang vọng pháp lực xoay chuyển điên cuồng thần thông được phóng xuất ra ngưng tụ thành bồn mạng phù lục, bồn mạng phù lục của bọn họ đều bao hàm 10 loại thần thông. Ngoại trừ 5 loại thần thông ngũ hành cơ bản còn có thêm 5 loại thần thông có tính năng phụ trợ. 10 loại thần thông ngưng tụ thành bồn mạng phù lục, uy lực càng ngày càng lớn. Ha 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 ha, ha 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 ha, rốt cuộc cũng đột phá. Quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất, bồn mạng thần phù, sáu đại chân nhân cười lớn, huy vũ ống tay áo. Bồn phù lục của bọn họ tiếp hợp cùng một chỗ lập tức uy lực tăng lên rất nhiều. Các vị, chúng ta cũng xuất ra bổn mạng phù lục của mình, hợp lại liên thủ cùng nhau giết yêu thú và thiên ma. Lập tức tất cả những người đã tu luyện tới tầng thứ sáu thần thông bí cảnh. Quy nhất cảnh đều phóng xuất ra bổn mạng phù lục của mình. Liên thủ tạo thành một tầng lá chắn kiên cường ở phía trong mặt nhật thiên tai do 12 đại cao thủ kim đan cảnh thi triển ra. Lại có 6 cao thủ thiên nhân cảnh đột phá tiến vào quy nhất cảnh thực lực của thái nhất môn thật là hùng hậu. 12 cao thủ kim đan cảnh hợp lực thi triển mặt nhật thiên tai cơ hồ có thể chu sát toàn bộ thiên ma vương. Ngũ hành yêu thú, cướp đoạt hết toàn bộ nguyên khí. Chúng ta cũng không thu được chút gì. Cao thủ của ba đại kiếm phái thấy được một màn này thì vừa khiếp sợ lại vừa đố kỵ. Chúng ta, rời khỏi phạm vi của mặt nhật thiên tai. Bố trí kiếm trận chu sát yêu thú cùng với thiên ma vương. Không ngờ ở đây lại có nhiều thiên ma vương như vậy mặc dù không quá cường đại nhưng có không ít thiên ma vương có thực lực tương đương với cao thủ thiên nhân cảnh thậm chí có một ít kim đan cảnh nữa lại thêm có trăm ngàn con nếu như chúng ta có thể bắt hết toàn bộ bọn chúng thì có thể luyện thành rất nhiều loại đan dược hữu dụng thực lực của thái nhất môn thật là hùng hậu lần này đưa đến đây đều không phải là các đệ tử hàng đầu các người còn chưa có thấy hết ngoại trừ một vài cao thủ tầng thứ tám thần thông bí cảnh phong hòa đại kiếp gia những cường giả tầng thứ 9, tầng thứ 10 cũng không có tới đây. Những cao thủ kia đều toàn lực bế quan tu luyện để đột phá trường sinh bí cảnh. Đương nhiên là sẽ không tham gia đi tới đây. Có điều 12 đại cao thủ kim đan cảnh liên thủ thi triển mặt nhật thiên tai thì uy lực thậm chí còn vượt qua cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh. Huống chi còn có lượng lớn đệ tử đã tu luyện thành bồn mạng phù lục nữa. Những người đó cũng không thể coi thường được. 12 đại cao thủ kim đan cảnh hơn 20 người luyện thành bồn mạng phù lục, còn có hơn 300 cao thủ thiên nhân cảnh. Thực lực của thái nhất môn này mạnh gấp 10 lần các môn phái khác trong 10 đại môn phái tiên đạo. Chúng ta cũng cố gắng tăng tốc tu luyện, tăng cường thực lực, nếu không thì đại hội quần tiên lần này sẽ bị thái nhất môn đè ép không vương lên nổi. Đi, chúng ta đi ra ngoài chém giết yêu thú, nhưng không thể tách quá xa đệ tử của thái nhất môn. Ngũ hành địa này vô cùng hung hiểm lần này thái nhát môn kéo chúng ta đi cùng cũng là muốn chúng ta đi tiên phong nhưng mà chuyện tình đâu có đơn giản như vậy chứ chúng ta tạm thời cứ lợi dụng lực lượng của bọn họ để che chắn cho bản thân gặp nguy hiểm thì hãy bỏ chạy vào lúc này một lão nhân cao lớn trong nhật nguyệt kiếm tông dùng tinh thần truyền âm thông báo cho các đệ tử của mình lão đầu này cũng là một người có uy danh hiền hách là kiếm cuồng trưởng lão của nhật nguyệt kiếm tông tu luyện tới tầng thứ trí thần thông bí cảnh Thiên địa pháp tướng, có điều hắn cũng không thể chống lại thần thông mặt nhật thiên tai do 12 cao thủ kim đan cảnh của thái nhất môn thi triền. Đệ tử của ba đại kiếm phái trong nháy mắt đã đặt thành một hiệp nghị ngầm. Bố trí ra một kiếm trận cường đại, tạo thành một kiếm long dài hẹp bay ra ngoài, chiến đấu ở vùng ven mặt nhật thiên tai. Trong thời gian ngắn giết chết không ít thiên ma vương, thu lấy không ít nguyên khí ngũ hành. Thiên ma vương tự bảo ở bề mặt kiếm trận cũng không thể làm được gì người ở bên trong bởi vì đại trận này không phải là do một hai người liên thủ tạo thành mà là do hơn 10 cao thủ liên hợi lại. Hừ, mấy trưởng lão, đệ tử của các kiếm phái cũng không ngồi không? Không ngờ lại rào hoạt như vậy. Chúng ta muốn bọn hắn đi tiên phong. Không ngờ bọn chúng lại đem chúng ta thành ô dùng che chắn cho bản thân. Một người dẫn đầu thái nhất môn nhìn tình hình thì liền hiểu được ý đồ của ba đại kiếm phái người này chính là Vương Thiên Nhất, là cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh. Phong hỏa đại kiếp, kim đan của hắn vô cùng lớn, tỏa ra ánh sáng như một cái mặt trời nhỏ, huyền phù trong không trung, ở bên trong ẩn chứa tới 27 loại thần thông. Ẩn hiện khí khái quân lâm thiên hạ, hiện tại cứ để cho bọn họ tự do thoải mái. Những yêu thú ngũ hành này cũng không phải đơn giản, quan trọng hơn là càng đi vào sâu bên trong sẽ càng có nhiều yêu thú lợi hại như thanh long. Bạch hồ, chu tước, huyền vũ, hoàng xà, các loại thần thú ngũ hành nữa. Tới lúc đó chúng ta sẽ ra tay đoạt lấy. Mỗi một đầu thần thú đều có thể giúp cho thực lực của chúng ta tăng lên gấp bội. Ngũ hành địa này thật là một vùng đất tốt để tu luyện. Tống duy nhất nói, đúng lúc này đột nhiên trong thông đạo xuất hiện một truyền tinh linh phù bay ra. Vương thiên nhất giơ tay tiếp nhận lấy tấm linh phù. Lập tức một luồng ý niệm truyền vào trong đầu 12 đại cao thủ. Đây là pháp chỉ của trưởng giáo nói là theo sự suy tính của các thái thượng trưởng lão thì sâu trong khu vực trung tâm của Ngũ Hành Địa có một ngọn núi. Trên ngọn núi này có một đạo phù lục, lấy được phù lục này có thể tự do xuất nhập Ngũ Hành Địa. Nắm giữ được mấu chốt của Ngũ Hành Địa, nhất định phải mau chóng thu lấy nó. Có thể tự do xuất nhập Ngũ Hành Địa. Nhanh, chúng ta đi thôi, lập tức các đệ tử thái nhất môn liền tập trung lại một chỗ. Lao nhanh đi, chương 252. Từng bước tiến đến 12 đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. 10 cao thủ quy nhất cảnh. Hơn 300 cao thủ thiên nhân cảnh. Đây là một tập thể mạnh đến mức nào. Cơ hồ là quỷ thần cũng phải né tránh. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Tất cả các loại yêu thú ngũ hành thoáng cái đã bị đánh tan thành bột phần. Tạo thành lực lượng cường đại. Khiếp người, khí tức này tỏa ra xung quanh khiến cho rất nhiều yêu thú sợ hãi. Trốn đi, không dám tiến lại gần. Yêu thú cũng có linh trí nếu như lực lượng của địch nhân quá mức cường đại thì chúng cũng sẽ không đi ra chịu chết hơn nữa các cao thủ thái nhất môn hợp lại cùng một chỗ bay vút đi tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách ngàn dặm dùng từ tia chớp cũng không thể hình dung được hết tốc độ của bọn họ nhanh thao sát thái nhất môn bọn họ nhất định có chuyện lớn phải làm kiếm cuồng trưởng lão của nhật nguyệt kiếm tông thấy vậy thì linh cơ chớp động hô lên đồng thời toàn lực phát động kiếm trận của môn phái mình kiếm long khổng lồ uống mình lao đi trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách ngàn dặm theo sát đội ngũ của thái nhất môn sợ mấy người thái nhất môn đi vào sâu trong ngũ hành địa chiếm được chỗ tốt nào đó hai đại kiếm tông kia cũng không phải kẻ ngốc lập tức đuổi theo kiếm trận của ba đại kiếm tông đều có chút xảo diệu các đệ tử xuất ra phi kiếm của bản thân mình kết thành một kiếm long dài cả trăm trượng những phi kiếm kia hóa thành lân phiến của kiếm long mà đệ tử thì ẩn núp ở bên trong kiếm long kiếm long này vô cùng uy mãnh sắc bén lực sát thương tốc độ phòng thủ mặc cũng vô cùng cao cho dù là yêu thú cường đại thiên ma vương mạnh mẽ cũng không đỡ nổi một chiêu có điều nếu như đệ tử ở trong kiếm long không đủ pháp lực duy trì thì sự lưu truyền của pháp lực trong đại trận sẽ bị trì trệ xuất hiện sơ hở có điều lần này đi tới đây đều là đệ tử tinh anh của môn phái có lượng lớn pháp tinh ngọc thạch để bổ sung pháp lực thậm chí còn có đan dược bồi bổ pháp lực căn bản không sợ chuyện không đủ pháp lực duy trì. Ba đầu kiếm long dài trăm trượng, lập lòe kiếm quang vung vẩy long chảo sắc bén, xé gió lao đi, đây cũng là sự lợi hại của kiếm tu. Lúc này Phương Hàn đã đi vào vùng trung ương của ngũ hành địa. Quả nhiên thấy được một ngọn núi cao lớn, đứng sừng sững giữa đất trời. Ngọn núi này không giống như ngọn núi ở khu vực biên giới ngũ hành địa. Có hình giống như một bàn tay, trên bề mặt ngọn núi thấp thoáng có thể thấy được hoa văn lấp lánh ở vị trí trung tâm của bàn tay lấp loáng có một đạo phù lục lập lòe tỏa sáng. Vận thị lực của mình, Phương Hàn nhìn qua liền nhận ra đây chính là một đạo phù lục. Giống như lời của lão nhân nói, trên đó có viết một loại văn tự ngoan ngoèo, không rõ là văn tự gì, dường như là một loại ký hiệu thời thượng cổ, úm ma ni bá mễ hồng, diêm hô lên, dường như là đọc ra phát âm của các văn tự đó. Âm thanh giống như tiếng châu giống, tiếng hổ gầm, tiếng sư tử gào. Âm tiết vô cùng cổ quái. Đây là cái gì vậy?" Phương Hàn hỏi, cẩn thận hạ thấp xuống, cũng không tiến lên lấy tấm đạo phù này. Ngũ hành địa này khắp nơi đều tràn ngập sự thần bí. Quỷ dị, không biết ẩn giấu những chuyện kỳ lạ. Cổ quái gì, hiện tại hắn đã tu luyện thành Bổn mạng phù lục nhưng cũng không thể không cẩn thận. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Đây là ký hiệu trấn linh của Phật môn thời thượng cổ. Ma Tôn đã nói có thể lấy xuống thì ngươi cứ lấy đi. Ngươi cứ thử đi không cần phải sợ, cao thủ đạt tới cảnh giới như hắn cũng không cần phải lừa ngươi làm gì." Diêm nói, hơn nữa chúng ta muốn đi ra ngoài cũng chỉ có một cách này mà thôi. Đã như vậy thì ta sẽ bóc nó ra xem." Phương Hàn đến trước tấm phù lục, nhìn nhìn bốn phía xung quanh xem có ẩn dấu khí tức của cấm chế. Trận pháp gì hay không? Nhưng mà xem xét một lát cũng không phát hiện ra cái gì. Khi hắn muốn bay tới lấy tấm phù lục thì từ xa xa truyền tới âm thanh xé gió vang vọng. Loáng thoáng có thể thấy được vô số nhân ảnh, còn có ba đạo kiếm long dài trăm trượng đang bay tới. Không hay, người của Thái Nhất môn và ba đại kiếm phái đã chạy tới. Nếu để đạo phù lục này rơi vào tay bọn họ thì hậu quả thật sự không thể nào chống đỡ nổi. Phương Hàn đã qua thần thông của lão nhân Ma Tôn kia đã thấy được người của Thái Nhất môn và ba đại kiếm tông tiến vào trong ngũ hành địa nhưng thật không ngờ là bọn họ lại có thể nhanh chóng tiến vào trung tâm của ngũ hành địa như vậy. Hơn nữa thế tới cũng hung hãn vô cùng, tự hồ đã biết được huyền bí của ngũ hành địa, muốn tiến vào đoạt lấy đạo phù lục này để có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa. Quả nhiên là lợi hại. Ma Tôn đã sai sử mấy ngàn vạn thiên ma vương đi vây công bọn họ. Vậy mà lại bị bọn họ chém giết hết. Hơn nữa còn đi thẳng một đường tới đây. Không có yêu thú nào ngăn cản được bọn họ ta phải đoạt lấy đạo linh phù này trước. Lập tức Phương Hàn cũng bất chấp mọi chuyện, xuất ra bổn mạng phù lục, quang hoa không ngừng lưu động, vừa xuất ra thì tốc độ tăng lên tới mức cao nhất. Giống như Lưu Trinh truy nguyệt, thoáng cái đã đi thẳng đến phía trên đạo linh phù ở trong lòng ngọn núi hình bàn tay. Đạo linh phù này dài chừng hơn 10 trượng, rộng cỡ một thân người, trải dài ra trên bề mặt có 6 chữ to làm cho người ta cảm thấy một loại khí thế bức người. Phương Hàn vung tay lên. Đạo phù lục này liền bị pháp lực của hắn bao trùm rồi bay vào trong tay hắn. Hắn liền đem pháp lực của mình dung hợp vào trong đó. Trong khoảnh khắc đã tế luyện thành công. Sau đó hắn cảm giác được đạo linh phù này cũng không có trận pháp gì cường đại. Cũng không phải là một kiện pháp bảo. Không có lực công kích hay phòng ngực nào nhưng bên trong đạo linh phù này có một thông đạo. Tự hồ là thông đạo ra khỏi ngũ hành địa. Rời đi hay ở lại đây? Phương Hàn định phát động thông đạo này rời khỏi ngũ hành địa, nhưng sau đó lại suy nghĩ lại, lẳng lặng đứng chờ người của Thái Nhất Môn và Ba Đại Kiếm Tông tiến đến. Trong lúc đó, hắn đã thu đạo bổn mạng phù lục vào trong đầu, khiến cho người khác không thể nhìn ra tu vi của hắn. Người khác tuy có thể nhìn ra hắn đã tu luyện đến quy nhất cảnh, nhưng cũng không thể biết được rốt cuộc trong bổn mạng phù lục của hắn ẩn chứa bao nhiêu loại thần thông, cường đại đến mức nào dù sao thì có thể rời khỏi ngũ hành địa bất cứ lúc nào sao không thử nghiệm một chút uy lực thần thông của bản thân đồng thời cũng có thể lập uy tăng thêm chút kinh nghiệm thực chiến không hay lại có người đến trước chúng ta đặt được linh phù rồi rốt cuộc là ai lại dám tranh đoạt quyền khống chế ngũ hành địa với thái nhất môn chúng ta khi phương hàn thu được kiện linh phù thì mấy cao thủ thái nhất môn ở xa xa cũng thấy được trong đó người thấy đầu tiên chính là cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh. Người đã vượt qua phong hỏa đại kiếp như vương thiên nhất. Chu Dương Nhất, lập tức mấy đại cao thủ liền nổi giận, mặc kệ người này là tiên hay là ma, là người hay là quỷ thì đều phải chết. 12 vị cao thủ kim đan cảnh đồng thời quyết định. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Thì ra là đồng đạo thái nhất môn, Nhật Nguyệt kiếm tông, Đan đỉnh kiếm phái, Thông Thiên kiếm phái tại hạ là đệ tử vũ hóa môn, không tưởng được lại có thể gặp các vị đồng đảo ở ngũ hành điện này. Đúng lúc này Phương Hàn phát ra tiếng hô cực lớn, thân thể phóng lên trời, lơ lửng giữa không trung, báo ra thân phận đệ tử vũ hóa môn của mình liền khiến cho đệ tử thái nhất môn đang hùng hồ muốn giết tới phải cả kinh dừng lại. Đệ tử vũ hóa môn, tên này làm sao lại có thể đi vào trong ngũ hành địa? Chẳng lẽ trưởng giáo vũ hóa môn phong bạch vũ cũng tới đây? 12 cao thủ kim đan cảnh của thái nhất môn thoáng dừng lại. Thu hồi kim đan vào trong cơ thể, bao vây lấy ngọn núi hình bàn tay. Kế tiếp kiếm long của của ba đại kiếm phái cũng bay tới. Tản ra, lấy ngọn núi này làm tâm, tạo thành một vòng vây kín kẽ. Không một lối thoát, mấy trăm cao thủ đều nhìn chầm chầm vào người Phương Hàn. Phương Hàn, hắn là Phương Hàn, vũ hóa môn, mấy người phúc thọ chân nhân. Lộc mệnh chân nhân vừa nhìn thấy chân diện mục của Phương Hàn thì hét lớn. Bọn họ hận Phương Hàn thấu xương. Khi trước ở Thái Nguyên Tiên Phủ bị Phương Hàn bắt lấy làm mất hết thể diện. Sau này về môn phái còn suýt chút nữa là bị môn quy xử trí nghiêm khắc. Sáu đại chân nhân ngày đêm khổ luyện không thời khắc nào không nghĩ tới chuyện bâm thay Phương Hàn thành vạn đoạn để báo thù. Không thể ngờ được là tên tiểu nữ lại như âm hồn bất tán. Đi đâu cũng gặp hắn. Hai đại cao thủ triệu duy nhất. Tống duy nhất liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đã từng gặp qua Phương Hàn, không ngờ nhiệm vụ trọng yếu do môn phái giao cho lần này lại bị Phương Hàn phá rối. Người chính là Phương Hàn sở hữu Hoàng Tiền Đồ, người của Ba Đại Kiếm phái cũng từng nghe kể về Phương Hàn, cũng không phải về các chiến tích của Phương Hàn mà là vì kiện đạo khí Hoàng Tiền Đồ trấn tam giới rơi vào tay một người như hắn. Hắn tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý, người hỏi Phương Hàn câu này chính là Kiếm cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông đúng vậy chính là tại hạ có điều cùng với ta còn có thiếu môn chủ quần tinh môn tinh vân bảo bảo mau ra chào các vị đồng đạo đi phương hàn gật đầu xác nhận tiếp đó một đạo tinh quang lóe lên hình thể của tinh vân bảo bảo cũng theo tinh quang của nhật nguyệt ngũ tinh trạc mà hiện ra phương hàn ta mặc kệ ngươi có hay không có hoàng tiền đồ tìm được hoàng tiền đồ là cơ duyên của ngươi chỉ cần ngươi một mực đi theo chính đạo không trở thành tà ma thì thái nhất môn của chúng ta cũng sẽ không làm gì ngươi nhưng đạo linh phù mà ngươi vừa đoạt lấy lúc nãy phải giao ra đây là vật của thái nhất môn vương thiên nhất nhìn nhìn phương hàn một hồi đột nhiên lên tiếng nói lúc này có tinh vân bảo bảo ở đây bọn họ cũng không thể hạ sát thủ vạn nhất giết chết đứa con của trưởng giáo quần tinh môn thì sẽ gây chuyện động trời đương nhiên giết chết phương hàn cũng sẽ chọc giận người của vũ hóa môn Huống chi mọi chuyện cũng không dễ giải quyết, bởi vì ở đây còn có người của ba đại kiếm phái nữa. Đó là đô của Thái Nhất môn, Ngũ hành địa hình như không phải của Thái Nhất môn nhỉ? Phương Hàn lắc đầu cười nói, có điều các ngươi cũng đừng tưởng đến chuyện đánh giết ta để đoạt lại linh phù. Ta đã khống chế được linh phù này, có thể rời khỏi Ngũ hành địa bất kỳ lúc nào. Nhưng mà đã là đồng đạo thì ta cũng không làm khó mọi người. Ta nguyện ý xuất ra linh phù chia với các vị. Nhưng mà chúng ta phải đấu pháp một hồi, phần định thắng thua đã. Người ở các môn phái ở đây, ai có thể cùng ta đơn đả độc đấu chiến thắng ta thì ta sẽ giao linh phù này cho người đó." Phương Hàn nói xong thì giơ linh phù trong tay lên, sau đó tay nhoáng lên một cái đã bỏ linh phù vào trong bách bảo nang. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn cho hắn là ai? Hôm nay đến đây đều là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ cả." hắn tưởng không ai có thể đơn đả độc đấu thắng hắn sao? Cuồng vọng, thật sự quá cuồng vọng. Phương Hàn vừa nói ra lời này liền gây lên một hồi sóng to gió lớn. chương 253, Lục Mục Phong Thần Bia, những lời mà Phương Hàn nói ra làm cho những người khác khiếp sợ không thôi. Bởi vì lần này người của bốn đại môn phái tới đây đều được lựa chọn kỹ càng. Là tinh anh trong tinh anh, không có ai thấp hơn tầng thứ năm thần thông bí cảnh. Thiên nhân cảnh những người tu vi thấp kém hơn không có tư cách tới đây. Phàm là người muốn lĩnh ngộ thiên nhân, hiểu được trận pháp, tu luyện tới tầng thứ năm thiên nhân cảnh đều là những người kiêu ngạo. Tiến vào tầng thứ năm, bọn họ có được 800 năm thọ mệnh, coi như chính thức bước chân vào con đường theo đuổi tiên đạo. So với các tu sĩ ở các tầng thấp hơn, cố gắng dãy dụa tìm cách sống sót qua hai ba trăm năm thì khác biệt rất nhiều. Phương Hàn tuy lợi hại nhưng trong suy nghĩ của nhiều người thì cũng chỉ là chiếm được nhiều kỳ ngộ hơn người khác một chút. Là một tiểu tử đi khắp nơi gây chuyện thị phi mà thôi. Không đáng lọt vào tầm mắt của những tinh anh này. Nhất là vừa rồi Phương Hàn lại dám đề ra việc đấu pháp một trọi một để quyết định quyền sở hữu của Linh Phù thì mọi người ở đây đều cho là quá cuồng vọng. Quá tự đại, cơ hồ tất cả những người ở đây đều kích động vô cùng một cao thủ thiên nhân cảnh của nhật nguyệt kiếm tông định đi ra khiêu chiến phương hàn thì bị kiếm cuồng trưởng lão ngăn lại nói người này có đạo khí hoàng tiền đồ lại vô cùng quỷ bí khó lường hắn đã dám xuất khẩu ngông cuồng như vậy thì hẳn là có đạo lý của hắn cứ để người của thái nhất môn lên trước làm vật thí nghiệm kiểm tra hư thật của hắn cứ như vậy người của ba đại kiếm phái cũng không đi ra để cho người của thái nhất môn ra trước thử tay phương hàn một chiêu này của ngươi thật là lợi hại thứ nhất là lập uy thứ hai là kiểm nghiệm pháp lực của bản thân thứ ba là đánh cực chuyện người sở hữu cửa khẩu thứ tư là khiến cho người của thái nhất môn và ba đại kiếm phái phân giã tinh thiền liên tục gật đầu nhìn tinh vân bảo bảo nói bảo bảo thủ đoạn của phương hàn rất hay ngươi nhất định phải học hỏi sau này dùng để đối phó với đám người chống đối trong quần tinh môn dù sao thì hiện tại phương hàn chiếm được linh phù có thể rời đi bất kỳ lúc nào nhưng rời đi như vậy cũng không tốt nếu cứ như vậy rời đi thì sau này nghị luận người của ba đại kiếm phái và thái nhất môn sẽ liên thủ gây áp lực với vũ hóa môn đến lúc đó phong bạch vũ cũng khó có thể che chở cho hắn được không bằng chủ động đưa ra đề nghị quyết đấu như vậy mọi người cũng không có gì để nói lại thậm chí nếu như bị đánh bại thì bọn họ lại càng giấu nhẹm không dám truyền ra ngoài phương hàn cũng không muốn lấy vũ hóa môn ra làm bia đỡ lỡ có chuyện vũ hóa môn không gánh được lấy đại cục làm trọng hy sinh hắn trục xuất hắn ra khỏi môn phái thì đến lúc đó bốn bề thọ địch bị hãm vào tiệt cảnh không thể làm được gì nữa hắn tâm tư kín kẽ mọi chuyện đều được tính toán chu toàn sư huynh huynh thấy nên làm thế nào tên phương hàn này không ngờ lại nhanh chân đoạt được linh phù của ngũ hành địa trước hiện tại hắn muốn đơn đà độc đấu chúng ta có nên đáp ứng hay không? Hay là cùng lên một lúc, trong nháy mắt đánh chết hắn? Tống duy nhất truyền âm với Vương Thiên Nhất. Không được, hắn cũng không có chạy trốn. Lại đưa ra đề nghị đơn đả độc đấu. Nếu như không đáp ứng hắn thì người của ba đại kiếm phái sẽ nói gì về chúng ta? Huống chi linh phù đã rơi vào trong tay hắn. Hắn có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Chúng ta cũng rất khó giết chết hắn được. Cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh Vương Thiên Nhất nói vậy hắn vì cái gì mà lại không bỏ đi hừ kẻ này vô cùng tinh minh hắn biết rõ nếu cứ rời đi như vậy thì thái nhất môn chúng ta sẽ có cớ gây áp lực với vũ hóa môn đến lúc đó nếu như vũ hóa môn không chống đỡ được thì sẽ trục xuất hắn ra khỏi môn phái hắn đương nhiên là không thể chạy được vậy hắn ỉ vào hai kiện đạo khí sao hắn còn chưa tu luyện thành kim đan sao lại dám khiêu chiến nếu như hắn tu thành kim đan thì còn có thể hiểu được mà hoàng tiền đồ cũng không toàn vẹn, uy lực không đầy đủ thì lấy cái gì mà dựa vào? Hắn đi vào ngũ hành địa có lẽ để tu luyện thần thông ngũ đế đại ma. Uy lực của loại thần thông này ta cũng chưa từng chứng kiến. Nhưng nghe đồn là không dưới mặt Nhật Thiên tai, cũng nên cẩn thận một chút. Ngang ngửa với mặt Nhật Thiên tai, làm sao có thể? Mặt Nhật Thiên tai phải có 12 cao thủ kim đan cảnh như chúng ta hợp lại mới có thể thi triển ra được. Hắn là ai chứ? 12 cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn nhìn nhau. Trao đổi, nghe nói hắn từng đánh bại vạn la, ta cũng muốn nhìn thử rốt cuộc thực lực của hắn ra sao. Có điều kim đan của vạn la cũng chỉ có 17 loại thần thông. Tì tu luyện thần thông bàn võ đại lực, pháp lực cũng khá mạnh nhưng cũng chưa mở ra được não hải thứ hai. Thắng được tên này cũng không có gì. Huống hồ thần thông của vũ hóa môn làm sao có thể so sánh với thần thông của thái nhất môn chúng ta để ta ra tay giết chết tên này triệu huyền nhất đột nhiên lên tiếng đi về phía trước lúc trước khi ở thái nguyên tiên phủ hắn thì triển hắc nhật phong tai mà không thể giết chết được phương hàn đã khiến cho uy danh của hắn bị tổn thương sau này trở về cũng bị trưởng giáo trách phạt nên liều mạng khổ luyện tu thành không ít thủ đoạn lần này hắn muốn giết chết phương hàn để lấy lại uy danh đã bị tổn thương a à, triệu huyền nhất ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao phương hàn nhìn triệu huyền nhất cười ha hà khẽ vẫy tay ma đao huyết thương khung liền bay ra xuất hiện trong tay hắn huyết quang lóng lánh làm cho người ta cảm giác được một loại khí tức cường đại đương nhiên triệu huyền nhất chắp tay đứng lên nhìn chầm chầm vào ma đao huyết thương khung một kiện đạo khí hạ phẩm ta mặc dù không có đạo khí nhưng cũng có đủ thủ đoạn hàng ma có điều chuyện đơn đấu là do ngươi tự mình đề ra Bây giờ nếu ngươi chạy trốn thì chúng ta sẽ cùng với ba đại kiếm phái đến vũ hóa môn đòi công đạo. Mà trong khi đấu pháp rất khó có thể tránh khỏi thương tổn. Nếu như ngươi bị ta giết chết thì Phong Bạch Vũ cũng không thể nói gì được. Ha ha ha, sinh tử có số, phú quý tại trời, luận võ, đấu pháp vốn không phải là trò chơi con nít, làm sao có thể tránh khỏi thương tổn được? Có điều nếu như ta giết ngươi, thì người của thái nhất môn cũng không nên tìm ta ta gây chuyện a à. ánh mắt của phương hàn lóe lên một tia giảo quyệt âm lãnh giết ta ra mặt triệu huyền nhất có chút run run lại quay đầu đi nhìn người của ba đại kiếm phái lần luận võ đấu pháp tranh đoạt linh phù xuất nhập ngũ hành địa này là do hai bên tự nguyện ai sống ai chết đều không có liên quan gì đến môn phái mọi người ở đây sẽ làm chứng được chứ đương nhiên kiếm cuồng trưởng lão của nhật nguyệt kiếm tông lên tiếng lão đầu này hiển nhiên là người thích chiến đấu. Giết chóc, lập tức đáp ứng, nhật nguyệt kiếm tông ta nguyện ý làm chứng. Luận võ đấu pháp, tất cả tùy theo số mệnh, chết là chuyện khó có thể tránh khỏi. Không có quan hệ gì đến môn phái. Thông thiên kiếm phái chúng ta cũng nguyện ý làm chứng. Có điều nếu như thái nhất môn chiếm được linh phù thì ta cũng muốn tiến hành một trận đấu pháp. Tranh quyền sở hữu linh phù. Đại trưởng lão của thông thiên kiếm phái cũng lên tiếng. Đại trưởng lão toàn thân mặc một bộ kiếm bào dáng vẻ trung niên, dầu năm màu dài, sắc mặt vàng nhạt, có danh hiệu lăng không nhất kiếm phù phi thiên. Vai trò của phùng phi thiên ở thông thiên kiếm phái cũng giống như thiên công trưởng lão. Truyền công trưởng lão ở vũ hóa môn, hắn là cao thủ tầng thứ trí thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng, lần này đội ngũ thông thiên kiếm phái do hắn lãnh đạo. Tùy thái nhất môn tới đây không có đệ tử tầng thứ 9. Chỉ có 12 đại cao thủ tầng thứ 7 và tầng thứ 8 thần thông bí cảnh. Nhưng bọn họ có thể liên hợp phát ra mặt nhật thiên tai. Có thể đánh chết cao thủ tầng thứ 9, tầng thứ 10 bình thường. Đan đỉnh kiếm phái cũng đồng ý với đề nghị này. Trưởng lão của đan đỉnh kiếm phái, đan đỉnh tiên tử cũng lên tiếng. Nghe rõ chưa, nếu như ngươi có thể làm ta bị thương thì người của thái nhất môn cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Có gì cũng chỉ có thể tự trách ta học nghệ không tinh mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi có bị ta giết thì cũng là do ngươi học nghệ không tinh không thể trách người khác được. phòng bạch vũ có tới tìm ta thì cũng sẽ có trưởng lão của ba đại kiếm phái làm chứng. triệu huyền nhất cười một tiếng dữ tợn, đột nhiên vung tay lên, từ trên người hắn bay ra sáu tấm bia đá bằng ngọc xanh biếc. trên mỗi một tấm bia đá đều có có điêu khắc hoa văn khác nhau, có vân lôi long hồ, ác ma, tiên nhân, còn có rất nhiều ký hiệu vặn vẹo, kỳ lạ, tựa hồ là một loại thiên thư. kỳ quái nhất là ở trung tâm của mỗi khối bia đá này đều có một con mắt giống như mắt người, có mí mắt, nhãn cầu, thậm chí còn có cả lông mi nữa. Sáu con mắt đảo mắt lướt qua toàn trường. Những người bị ánh mắt của nó lướt qua đều có cảm giác chân tay luống cuống. Lông tóc toàn thân dựng cả lên. Sáu tấm bia đá từ trong túi pháp bảo của hắn bay ra tạo thành một quỹ tích giống như sự di chuyển của một tinh cầu. Một luồng từ trường mạnh mẽ nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Lục mục phong thần bi sáu tiệt phẩm bảo khí hợp lại tạo thành đại trận ngang hàng với đạo khí đây là một loại viễn cổ pháp bảo tiên ma song tu rất khó luyện thành nghe đồn muốn luyện thành sáu tấm bia đá này phải quán chú lượng lớn máu huyết quỷ thần vô số oán niệm vào trong bia đá mới có thể biến hóa ra phong thần nhãn uy lực vô cùng mạnh mẽ tuy còn chưa trở thành đạo khí nhưng mà mỗi một tấm bia đá này đều là tiệt phẩm bảo khí có phong thần chi nhãn có thể bố trí phong thần đại trận chém thần giết quỷ mạnh mẽ vô địch pháp bảo như thế này có thể khiêu chiến vượt cấp được thật là lợi hại cao thủ kim đan cảnh của thái nhất môn quả nhiên không tầm thường lại có thể luyện ra loại pháp bảo như lục mục phong thần bi người của ba đại kiếm phái thấy được một màn này thì rung động không thôi ai cũng lộ ra thần sắc khó tin hiển nhiên pháp bảo lục mục phong thần bia mà triệu huyền nhất xuất ra không phải tầm thường khó trách triệu huyền nhất sư đệ lại muốn ra tay trước lúc trước ta còn cô kỵ hắn không thể thắng được bởi vì trong tay phương hàn có hai kiện đạo khí nhưng mà bây giờ xem ra triệu huyền nhất đã sớm có chuẩn bị hắn không ngờ đã tế luyện thành công lục mục phong thần bia nhất định là vừa rồi trong lúc đánh giết thiên ma đã hấp thu máu huyết của mấy trăm đầu thiên ma vương mà luyện thành vương thiên nhất nhìn thấy tình huống như vậy thì cũng yên tâm lục mục phong thần bia chính là một loại viễn cổ pháp bảo đã từng được một vị đại năng thời thái cổ dùng để chu sát phong ấn thần tộc lưu truyền lại phương pháp luyện chế. Triệu huyền nhất ngẫu nhiên chiếm được phương pháp tế luyện loại pháp bảo này. Dốc toàn lực, bảo bối của bản thân vào việc luyện chế nó. Cuối cùng cũng luyện chế ra được sáu khối thần bia. Tu luyện thời gian dài. Mãi đến hôm nay, hấp thu được máu huyết của mấy trăm thiên ma vương mới có thể mở phong thần nhãn. Trở thành sáu kiện tuyệt phẩm bảo khí. Đương nhiên nếu như hắn trở thành cao thủ trường sinh bí cảnh. Tốn hao thêm ba ngàn năm ngàn năm nữa thì có thể luyện chế sáu khối thần bia này thành đạo khí đến lúc đó bọn chúng sẽ có uy lực vô cùng mạnh mẽ có điều cho dù bây giờ sáu khối thần bia này vẫn chưa phải là đạo khí nhưng uy lực cũng vô cùng to lớn bằng vào sáu khối thần bia này triệu huyền nhất có thể khiêu chiến vượt cấp đánh ngang tay với cao thủ tầng thứ tám thậm chí là tầng thứ chín thần thông bí cảnh khó trách triệu huyền nhất sư đệ vẫn mãi không chịu vượt qua phong hòa đại kiếp Dựa theo đạo lý thì tư chất của hắn vốn không dưới ta mà. Thì ra là hắn bỏ thời gian để tế luyện lục mục phong thần bia này. Chu Dương Nhất lạnh lùng cười. Tên Phương Hàn này chết chắc rồi. Tống Duy Nhất chắp tay sau lưng cười nói. mươi 254. Từ, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Ngoan ngoãn giao ra linh phù. cúi đầu nhận lỗi với Thái Nhất Môn. Giao ra hoàng tiền đồ thì ta có thể tha cho ngươi một mạng nếu không thì cho dù trưởng giáo phong bạch vũ của vũ hóa môn có đến cũng không thể cứu được ngươi. Sau khi tế xuất ra lục mục thần bi, đạo bào của triệu huyền nhất tung bay phần phật, khí thế bức người đẻ ép lên phương hàn. Tuy hắn luôn miệng nói là cho phương hàn một con đường sống. Nhưng mà ai cũng biết là hắn chỉ nói cho có bởi vì phương hàn có thể giao ra linh phù nhưng tuyệt đối không thể giao ra hoàng tiền đồ được. Đệ tử thái nhất môn đều không phải là loại người tốt lành gì. Sau này nếu gặp phải thì nên cẩn thận. Đúng vậy, Thái nhất môn đứng đầu trong 10 môn phái tiên đạo, có đủ các loại thủ đoạn, 9 môn phái khác trong tiên đạo không thể chống lại bọn họ cũng không phải không có nguyên nhân. Phương Hàn chết chắc rồi. Xem ra ta phải ra tay tranh đoạt linh phù này để có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa. Vật này thật sự có sức hấp dẫn quá lớn. Có điều tên nhóc Thái nhất môn này tuy cảnh giới không bằng ta nhưng lại ẩn giấu sau như vậy. Ta nếu thua thì thanh danh cũng mất hết cái này có đáng hay không đây kiếm cuồng trưởng lão của nhật nguyệt kiếm tâm thầm tính toán cùng lúc đó ánh am của hắn lại nhìn qua trưởng lão của hai đại kiếm phái kia phát hiện bọn họ cũng quay qua nhìn mình ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt giờ khác trong ánh mắt ba người đều lộ ra vẻ lo lắng hoang mang phương hàn chắc chắn phải chết rồi làm sao có thể tranh đoạt linh phù với thay nhất môn đây trưởng lão ba đại kiếm phái thầm tính toán còn có thêm hoàng tiền đồ bảo bối khác trên người phương Hàn nữa. Trả lại cho Vũ Hóa Môn hay là đoạt lấy rồi phân phối lại? Vạn nhất cùng Thái Nhất Môn đơn đấu không thắng thì nên làm sao? Chẳng lẽ để người của Thái Nhất Môn độc chiếm linh phù? Có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa, thậm chí còn có được hai kiện đạo khí hoàng tiền đồ. Mà đao huyết thương khung, với thực lực của Thái Nhất Môn khẳng định có đủ khả năng để khôi phục hoàng tiền đồ lại trạng thái hoàn hảo. Mở ra được hoàng tiền bảo khố, lấy được bảo bối cất kỹ trong đó như vậy thì chín môn phái tiên đạo cũng chỉ còn một đường xưng thần với thái nhất môn ba đại trưởng lão kiếm cuồng phùng phi thiên đan tiên từ giờ khắc này đều vô cùng lo lắng khi ba đại trưởng lão còn giang hoang mang thì phương hàn và triệu huyền nhất đã bắt đầu động thù đáp lại những lời công kích của triệu huyền nhất phương hàn cũng chỉ nói có một chữ đó là sát hắn giống to theo tiếng giống phát ra huyết dạ vương trong tay hóa thành một đạo đao mang bao trùm lấy lục mục phong thần bia. Muốn chết, triệu huyền nhất hô lên, từ trong miệng hắn liên tiếp bắn ra sáu đạo cương khí. Pháp lực nối tiếp nhau truyền lên sáu con mắt của lục mục phong thần bia. Tiếp đó sáu con mắt này liền bắn ra sáu đạo ánh sáng. Thoáng cái đã chiếu lên trên ma đao mang của huyết dạ vương. Hống, 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 ma đao huyết thương không liền bị vây khốn. Mặc dù ra sức dễ dụa nhưng cũng không cách nào thoát ra được nếu như chỉ có một khối thần bia thì nó còn có thể đánh tan được quang mang này bởi vì nó là đạo khí nhưng mà ở đây có tới sáu khối thần bia hơn nữa liên hợp với nhau tạo thành phong thần đại trận thần bí từ trong hư không sinh ra một lực lượng thần bí vô cùng vô tận trấn áp ma đao huyết thương khung huyết dạ vương trong nháy mắt đã bị trấn áp ánh mắt của phương hàn lạnh lùng nhìn xuống trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười tàn khốc nụ cười này làm cho những người ở đương trường không nhịn được mà nổi da gà. Chỉ thấy giả thiên ma thủ đột nhiên hiện ra trên bề mặt của lục mục phong thần bia. Mạnh mẽ chụp xuống, oanh long, trận thế của sáu khói thần bia thoáng dừng lại một chút. Huyết dạ vương nhân cơ hội này phát động lực lượng, huyết quang tăng vọt, phá tan áp chế, huyết vũ thương khung, phanh 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 phanh, lục mục phong thần bia bị đánh bay, dưới sự liên thủ của giả thiên ma thủ và huyết dạ vương lục mục phong thần bia đã bị đánh lui. Huyết dạ vương dù sao cũng là đạo khí. Còn giả thiên ma thủ là pháp bảo do cao thủ tầng thứ 10 thần thôn bí cảnh quỷ đế bỏ cả đời ra để bồi dưỡng. Trong đó còn dung hợp cả thiên ma công nữa. Mà phương hàn tu luyện thần thông ngũ đế đại ma đạt tới quy nhất cảnh. Ma thủ này dung hợp với máu huyết của phương hàn nên uy lực cũng theo đó tăng lên. Hai đại bảo bối có lực lượng hùng hồn. Lục mục phong thần bi dù sao cũng không phải đạo khí không có khả năng đồng thời trấn áp cả già thiên ma thủ và huyết dạ vương già thiên ma thủ già thiên ma thủ của quỷ đế sao vật này lại ở trong tay hắn lập tức trưởng lão của ba đại kiếm phái đồng thời hô lên bọn mấy người tống duy nhất chu dương nhất vương thiên nhất cũng biến sắc triệu huyền nhất thấy vậy thì phun ra một luồng cương khí mãnh liệt ý muốn chấn định lại lục mục phong thần bi cùng lúc đó tay áo hắn lại phất lên một đạo cương khí ngưng tụ thành một tấm chắn chặn ở phía trước mặt hắn. thường nào ngờ đâu, tay Phương Hàn bỗng có thêm một cây cung lớn, một mũi trường tiễn, lạc tinh cung, xạ tinh tiễn, một kiện tuyệt phẩm bảo khí, là pháp bảo cường đại nhất của diệt tinh đạo. Bộ cung tên này không có lực lượng phòng thủ, cũng không có thủ đoạn gì đặc thù, chỉ có một sự lợi hại duy nhất, chính là lực sát thương kinh người, chuyên dùng để phá cương khí, pháp bảo phòng thân lực xuyên thấu của nó không gì có thể sánh nổi. Phương Hàn hít sâu một hơi, phun ra một đạo pháp lực, bao trùm lấy kiện bảo khí này. Lập tức một luồng tinh quang sáng chói xuất hiện rồi tập trung ở trên mũi tên. Tạo thành một dòng xoay ốc, tựa như một cái xoáy nước. Bồng, 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 giống như trăm ngàn đạo khí lôi nổ cùng một lúc. Dây cung rung động, mũi tên phá không bay đi. Chỉ một mũi tên này trong nháy mắt đánh nát tấm chắn do cương khí của triệu huyền nhất ngưng kết thành sau đó pháp bào của triệu huyền nhất cũng bị đánh nát bấy. Đạo bào bát quái từ kim của hắn bị đánh tan, là tả rơi rụng như lá rụng mùa thu, cả người triệu huyền nhất liền biến thành trần chuồng, bổn mạng kim đan, tại thời khắc sống còn này, triệu huyền nhất xuất ra bổn mạng kim đan của mình, kim đan từ trong miệng hắn bay ra, ngăn chặn xạ tinh tiễn, may mắn là hắn đã dùng cương khí ngưng tụ thành tấm chắn. Lại có pháp bào ngăn cảnh tranh thủ được chút thời gian. Nếu như không có hai cái này chống đỡ thì giờ này hắn cũng chỉ là một cái xác không hồn. Một khi thân thể bị bắn chết thì kim đan cũng mất đi khống chế. Không thể chạy trốn như thiên địa pháp tướng được. Quỷ xà kiếm, trông thấy Triệu Huyền nhất bắn ra kim đan, đánh lên trên xạ tinh tiễn. Phương Hàn lộ ra vẻ mặt hung ác, giữ tợn, liên tiếp chiêu này nối tiếp chiêu kia đánh xuống, không cho hắn một cơ hội nào. Quỷ xà kiếm bay ra một đạo quang hoa màu xám đánh mạnh xuống đầu của triệu huyền nhất. Sắp chém chém hắn thành hai nửa. Quỷ xà kiếm là bộ kiếm do quỷ đế khổ công tế luyện mà thành. Ẩn chứa ba ngàn năm tinh hoa của quỷ đạo. Tuy không phải đạo khí nhưng cũng là hàng đầu trong số tuyệt phẩm bảo khí. Chỉ trong chớp mắt đã chém chết triệu huyền nhất. Không gì có thể ngăn cản được. Kim đan của hắn bị xạ tinh tiễn đánh làm cho rung động kịch liệt. Cũng không thể phát ra thần thông nào để phòng ngực cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ xà kiếm chém xuống. Trong thời khắc này, hắn hoang mang, không biết làm gì nữa. Không ngờ Phương Hàn lại lợi hại, có nhiều pháp bảo thần kỳ như vậy. Tiệt phẩm bảo khí nối nhau xuất hiện, chẳng lẽ ta phải chết? Không, ta tu đạo mấy trăm năm, luyện thành kim đan, có được thiên tư hơn người. Cũng có thể coi là một trong những tiệt thế thiên tài ở Thái Nhất Môn. Ta là một người nổ bật, một tiểu đầu sỏ, có không biết bao nhiêu người kính ngưỡng. Nếu cứ như vậy mà chết thì ta thật sự không cam lòng. Triệu Huyền nhất gào thét điên cuồng nhưng cũng không thể làm được gì. Ngươi muốn chết, dám giết đệ tử thái nhất môn, cho dù Phong Bạch Vũ cũng không thể che chở cho ngươi được. Trong tích tắc này, Tông duy nhất ở gần đó liền ra tay, ngang nhiên phá vỡ quy tắc đơn đả độc đấu lúc đầu. Tuy là đệ tử của đệ nhất môn phái tiên đạo không nên nuốt lời nhưng cũng không thể đứng nhìn đệ tử Kim Đan cảnh cứ như vậy bị người ta chém chết tổn thất như vậy thật sự quá lớn, khó mà bù đắp hết được. Phải biết rằng, thần thông tầng thứ bảy kim đan cảnh không phải cứ dùng tài bảo. Linh đan là có thể đào tạo ra được mà còn cần phải có tư chất hơn người nữa. Chết một người thì tổn thất vô cùng to lớn, rất khó có thể bù đắp được. Chu Dương Nhất, Vương Thiên Nhất cũng muốn ra tay nhưng thấy Tống Duy Nhất đã xuất thủ nên cũng đứng im bất động. Bởi vì bọn họ thấy là Tống Duy Nhất có thể cứu được người. Sau khi cứu được thì nhiều nhất chỉ bị người ta trách móc một chút. Nếu như bọn họ ra tay như ong vỡ tổ rồi truyền ra ngoài thì thanh danh của Thái Nhất môn sẽ bị mất hết. Tống Duy Nhất vừa ra tay, từ trong miệng của hắn bắn ra một thanh tiểu kiếm màu trắng lao về quỷ xà kiếm. Nhanh như thiểm điện, tự hồ tâm vừa động là kiếm đã lao đi. Trong nháy mắt bạch sắc tiểu kiếm liền quấn quanh quỷ xà kiếm. Quỷ xà kiếm vốn vô cùng láo lỉnh, nhưng lại bị thanh tiểu kiếm này cuốn lấy. Tâm linh kiếm Trưởng lão của mấy đại kiếm phái cũng không phải là người ngoài nghề. Vừa nhìn là nhận ra được thanh tiểu kiếm màu trắng này cũng không phải vật làm từ kim loại, mà là do một loại thần thông đặc thù. Cô động tâm thần, vận dụng kiếm ý tùy theo cốt cách trong thân thể mà tạo thành. Kiếm này vô cùng linh hoạt, cao thủ nào luyện thành tâm linh kiếm thì thực lực cao hơn người tu kiếm đạo ngang cấp khác một bậc. Luyện ra tâm linh kiếm mới chân chính tu là kiếm tu vốn thái nhất môn nuốt lời bọn họ đã muốn ngăn cản nhưng tống duy nhất ra tay như điện quang hỏa thạch. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa bọn họ vốn không có ý xuất thủ nên không thể ngăn cản được. Trong chớp mắt. Tống duy nhất vận dụng tâm linh kiếm quấn chặt lấy quỷ xà kiếm thì tay áo hắn lại vung lên. Liên tiếp có mấy đạo tử quang bắn ra, đánh về phía phương hàn. Những đạo tử quang này giống như hạt bồ đào, rất nhỏ bé, nhưng đây chính là từ khí phích lịch tử danh chấn thiên hạ của thái nhất môn một khi nổ mạnh có thể sinh ra thần lôi, uy lực cực lớn, có thể phá tan bảo khí. Nhưng khi tử quang bay đến gần người Phương Hàn thì hoàng tiền đồ trên người Phương Hàn bay ra. Một cánh cửa màu đen xuất hiện, thu lấy toàn bộ tử khí phích lịch tử. Chết, hoàng tiền đồ vừa thu lấy tử khí phích lịch tử thì trên mặt tống duy nhất đột nhiên hiện ra vẻ cười. Kim đan từ trong đầu bay ra, như lưu tinh đánh thẳng về phía Phương Hàn hắn dùng từ khí phích lịch tử là để dụ phương hàn xuất ra hoàng tiền đồ rồi mới xuất ra kim đan đánh xuống muốn một chiêu giết chết phương hàn trong chớp mắt sử dụng tâm linh kiếm ngăn chặn quỷ xà kiếm từ khí phích lịch tử để kiềm chế hoàng tiền đồ cuối cùng xuất ra kim đan để giết người ba chiêu liên hoàn dương đông kích tây chiến thuật vô cùng xảo diện hơn nữa trong thời gian ngắn lại có thể tính toán được kế hoạch hoàn hảo như vậy không hổ là một tiểu đầu sỏ kỳ tài trời sinh, đệ tử kiệt xuất của Thái Nhất Môn. Đây là các ngươi bức ta, là các ngươi tự tìm chết. Nhìn kim đan bay về phía mình, Phương Hàn nhe răng cười như điên. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện bổn mạng phù lục. Phù lục do 55 loại thần thông dùng thần thông ngũ đế đại ma làm cơ bản ngưng tụ thành. Phù lục này vừa xuất hiện, quang hoa trói lọi tỏa ra bốn phía, ngưng tụ thành một bức tường ánh sáng. Có vô số kim giáp thiên thần, trong hư không truyền tiếng tù và chống trận tiếng phạn sướng hoa mỹ phanh kim đan của tống duy nhất đánh lên bổn mạng phù lục của phương hàn giống như đánh lên một khối xác những tiếng răng rắc vang lên từ trên kim đan xuất hiện những vết nứt tâm linh hắn đau đớn kịch liệt thoáng cái phun ra một ngụm tiên huyết kim đan trở về tống duy nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng biết là phải thu kim đan trở lại hắn đương nhiên không muốn tự bảo kim đan của mình nếu như lúc đó hắn ngoan độc một chút tự bảo kim đan thì có lẽ còn có thể làm được chút gì đó nhưng bây giờ muốn thu hồi kim đan thì đã muộn bổn mạng phù lục của phương hàn còn nhanh hơn kim đan của hắn chỉ thoáng cái đã bay tới phía trước kim đan bao trùm lấy thân thể hắn và triệu huyền nhất rồi tạo ra một vòng xoáy mãnh liệt giát chi huyết quang bắn tung tóe thân thể hai người thoáng chốc hóa thành thịt vụn ngũ hành thần lôi không ngừng nổ mạnh luân phiến chấn động đánh cho những mảnh vụn của thân thể hai người hóa thành bụi phấn, thậm chí không lưu lại được một tia ý thức nào, toàn bộ bị tiêu diệt, hóa thành hư vô. Từ trong hư không lại vang lên tiếng chống trận, tiếng tù và, đồng thời hai viên kim đan xoay tròn lơ lửng giữa trời. Không kịp tự bảo, hai người bị giết quá nhanh, đến bọn họ cũng không thể ngờ rằng bồn mạng phù lục của Phương Hàn lại cường đại như vậy, trong nháy mắt có thể giết được bọn họ kỳ thật cao thủ kim đan cảnh cho dùng thân thể bị đánh thành cho bụi cũng có thể lưu lại một tia ý niệm đủ đến khiến kim đan tự bảo nhưng mà thần thông ngũ đế đại ma của phương hàn thật sự quá nhanh quá mạnh lại thêm triệu huyền nhất và tống duy nhất không thể tin được là mình lại bị giết như vậy nên không kịp khiến cho kim đan tự bảo cùng phương hàn đồng quy vô tận đương nhiên quan trọng nhất chính là trong hắc đế thủy hoàng quyền của phương hàn có ẩn chứa vong tình thủy khiến cho một tia ý niệm còn lại của tống duy nhất Triệu huyền nhất cũng trở nên mơ hồ. Không thể khiến cho kim đan tự bảo. Triệu huyền nhất, tống duy nhất, hai đại cao thủ kim đan cảnh của thái nhất môn cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới. Không lưu lại một chút gì. Duy chỉ còn lại hai khỏa kim đan lơ lửng giữa không trung. tuyên bố với mọi người rằng chủ nhân của bọn chúng đã chết. Đáng chết, trước mặt nhiều người mà lại dám phá tan ước định. Cái này cũng không thể nói gì ta được. Là do các ngươi không tân theo đạo lý nếu như vũ hóa môn vì chuyện này mà khai trừ ta thì phong bạch vũ viễn viễn không thể ngẩng cao đầu được nữa phương hàn vung tay lên thu lấy hai khỏa kim đan vào trong túi pháp bảo tâm linh kiếm sáu khối lục mục phong thần bia sớm đã bị diêm và huyết dạ vương kéo về thu vào trong hoàng tiền đồ rồi vốn trên người triệu huyền nhất tống duy nhất còn có túi pháp bảo nhưng mà bị phù lục phương phá nát vô số pháp tinh ngọc thạch đan dược bảo khí ở trong đó đều bị hủy hết Hóa thành nguyên khí tinh thuần bị ngũ hành thần lôi luyện hóa, hoặc là tiêu tán hoặc bị hấp thu hết. Bổn mạng phù lục của Phương Hàn vô cùng cường đại, chỉ một chiêu đánh ra cũng đủ đánh nát bản thể của huyết dạ vương hay tinh thiên. Tuy không thể triệt để hủy diệt nhưng cũng đủ làm cho bọn chúng tổn thương nghiêm trọng. Cần phải được cao thủ trường sinh bí cảnh tế luyện một thời gian dài mới có thể khôi phục lại được chứ đừng nói chi mấy loại bảo khí khác. Một luồng lực lượng không gian tinh thuần truyền vào trong phù lục của Phương Hàn, Lập tức đại thiết cát thuật lại vận chuyển nhanh thêm, lực lượng tăng thêm không nhỏ. Hà, thì ra đánh tan Bách Bảo Nang cũng có thể gia tăng lực lượng của đại thiết cát thuật. Đúng rồi, Bách Bảo Nang là do hư không tinh thạch luyện chế thành. Bên trong có ẩn chứa lực lượng không gian, xem ra đây là một phương pháp luyện công rất tốt, nếu như ta có thể tìm được lượng lớn hư không tinh thạch thì có thể luyện đại thiết cát thuật này tới cảnh giới viên mãn. Lực sát thương của bồn mạng phù lục lại gia tăng thêm một tầng nữa phương hàn thầm hô túi pháp bảo của hại đại cao thù kim đan cảnh bị hắn đánh nát bị đại thiết cát thuật hấp thu hết tăng cường lực lượng của mình vốn hắn vẫn đang lo lắng làm sao tu luyện thần thông đại thiết cát thuật này đây là một loại pháp thuật cực kỳ cao minh trong ma môn không thua kém gì đại băng diệt thuật có thể phá nát không gian xé tan thân thể thậm chí pháp bảo cũng không thể chống đỡ được phương hàn rất muốn luyện thần thông này đến đại viên mãn nhưng lại không có nhiều thời gian hiện giờ đã biết rõ hư không tinh thạch có thể tăng cường lực lượng thì có cách để tu luyện rồi. Có điều hư không tinh thạch cũng vô cùng chân quý, giá cao hơn pháp tinh ngọc thạch không biết bao nhiêu lần. Nếu không, bách bảo nang cũng không có khả năng trở thành một vật được đấu giá ở đại hội mại bảo. Một cái có thể có giá tới hơn 10 vạn linh đan. Phương Hàn muốn luyện thành đại thiết cắt thuật thì có lẽ cần tới cả trăm vạn cái bách bảo nang mới đủ nghe đồn thái nhất môn phát hiện một tinh cầu toàn bộ đều là hư không tinh thạch nếu như ta có thể lẻn vào nơi đó thì có lẽ chỉ cần vài ngày là có thể luyện đại thiết các thuật đến đại thành phương hàn thầm tính toán trong đầu rất nhiều ý niệm không ngừng xoay truyền có điều trong giây lát đó người ngoái cũng chỉ thấy phương hàn xuất ra bổn mạng phù lục của bản thân giết chết tống duy nhất và triệu huyền nhất sau đó thu lấy kim đan của hai người rồi bay trở về tốc độ cực nhanh chỉ trong một chớp mắt này hai cao thủ kim đan cảnh, thiên kiêu chi tử đã biến thành hư vô, mà kim đan, pháp bảo còn sót lại của hai người cũng bị Phương Hàn thu hết. Một màn này làm cho toàn trường kinh động không thôi, người ta không thể tưởng nổi, không ai có thể tin tưởng được một màn này, càng không ai ngờ được bổn mạng phù lục của Phương Hàn lại mạnh đến mức này. Toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người kể cả người của Thái Nhất Môn cũng cảm thấy những chuyện này dường như là một cơn ác mộng là do ai đó làm ra một trò ảo thuật. Hai cao thủ kim đan cảnh lại chết một cách đơn giản như vậy sao? Ngay cả việc khiến kim đan tự bạo cũng không được. Hàng đại pháp vũ, suy đạp pháp long, kích đại pháp cổ, đây là căn cơ hùng hậu cỡ nào? Có tư chết tu luyện thành tiên, bổn mạng phù lục của hắn không ngờ ẩn chứa 55 loại thần thông. Làm sao có thể luyện thành được như vậy? Chẳng lẽ không bị bạo thể mà chết sao? ta trước giờ vẫn không tin truyền thuyết rằng thần thông ngũ đế đại ma có thể so sánh cùng mặt nhật thiên tai nhưng bây giờ có lẽ thật sự đúng là như vậy khó trách hoàng tiền đại đế có thể thống lĩnh toàn bộ ma đạo đột nhiên kiếm cuồng trưởng lão hô lên một tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng hàng vũ đại pháp suy đại pháp loa kích đại pháp cổ vũ hóa môn lại có thêm một kỳ tài tư chất còn tốt hơn cả hoa thiên đô là một tiệt thế thiên tài trưởng lão thông thiên kiếm phái Lăng không nhất kiếm phùng phi thiên cùng với trưởng lão đan đỉnh kiếm phái đan tiên từ nghẹn ngào nói. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, khiếp sợ, còn có một tia ghen ghét nữa. Hừ, thái nhất môn các ngươi không ngờ không thù tín. Hai người vây công một mình ta, thật sự là lũ người dối trá. Ta nói cho các ngươi biết, quỷ đế hoàng tiền ma tông vì tham lam hoàng tiền đồ của ta nên bị ta giết chết. Thu lấy cửu quỷ nguyên thần của hắn, đặt được già thiên ma thủ, quỷ xà kiếm của hắn đi cùng hắn còn có ba tên đạo tặc trong xếp hạng 2. 3, 4 trong số 40 đạo tặc, thứ nguyệt đạo, diệt tinh đạo bị ta giết chết, còn chu tiên đạo thì bỏ chạy. Các ngươi tưởng có thể giết chết ta sao? Phương Hàn nghiêm nghị quát, thanh âm vang vọng, vô cùng chói tai, tựa như lợi kiếm đâm vào màng nhĩ của người ta. Quỷ đế thật sự bị ngươi giết chết, không có khả năng, không thể nào. Một thân ma công của hắn, đã đạt tới đỉnh phong thần thông bí cảnh bước một chân vào trường sinh bí cảnh, là cáo già thành tinh, tu luyện ba ngàn năm, kiếm cuồng trưởng lão hô lên, tiếp đó thanh âm dần dần nhỏ lại, già thiên ma thủ, quỷ xà kiếm đúng thật là đồ của quỷ đế, người làm sao có thể giết chết hắn được, không thể nào, mấy lời đối đáp này rốt cuộc cũng đánh thức các đệ tử thái nhất môn. Lúc này họ mới nhận thức được tống duy nhất, triệu huyền nhất thật sự đã chết rồi, không phải ảo giác, đã bao nhiêu năm rồi không ngờ bây giờ lại có cao thủ kim đan cảnh của thái nhất môn bị giết vô cùng nhục nhã vô cùng nhục nhã cho dù là ngày trước có ba chân truyền đệ tử bị ma xuất giết chết vài vị tiểu đầu sỏ đi đến sơn môn của thiên ma tông vấn tội thì vô thượng ma đế tiên thiên đại đế cũng không dám hạ sát thủ giết chết đệ tử kim đan cảnh nếu không thái nhất môn sẽ vận dụng tiên khí để diệt ma triệt để đánh tan thiên ma tông gà chó cũng không tha a a a vương thiên nhất Chu Dương Nhất, hai đại cao thủ đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Luyện tới tầng thứ tám thần thông bí cảnh phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Điên cuồng giống như dã thú bị thương. Các cao thủ kim đan cảnh khác cũng phát ra tiếng kêu gàng thê lương. Phút chốc nơi đây tràn ngập tiếng sói hú đêm trăng tròn hú vang. Tiếng than khóc của chim đổ uyên. Tiếng gào thét của khỉ vượng. Mắt của bọn họ đều đỏ hồng. Tất cả đệ tử thái nhất môn đều có hai mắt màu đỏ hồng. Đây là một tổn thất nặng nề. Một nỗi đau mà họ không thể nào tiếp nhận nổi. Hai đại cao thủ tầng thứ bảy thần thông bí cảnh. Tiểu đầu sỏ kim đan cảnh bị đánh chết cùng một lúc. Cái này không khác gì tát cho trưởng giáo và toàn bộ đệ tử thái nhất môn mỗi người một cái thật mạnh. Phương Hàn, người dám giết đệ tử kim đan cảnh của thái nhất môn. Từ giờ khắc này, ngươi nhất định phải chết. Trong trời đất này, không có ai có thể cứu được ngươi. Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được ngươi người nhất định phải chết vương thiên nhất đứng ở trên không trung bước từng bước nặng nề tiến về phía phương hàn phương hàn vẫn không thèm để ý chỉ nhìn mấy người kiếm cuồng trưởng lão nói vừa rồi tiến hành đấu pháp sinh tử tùy theo số mệnh chết chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh môn phái nào cũng không được phép kiếm chuyện hơn nữa vừa rồi thái nhất môn lại dám nuốt lời hai người liên thủ chuyện này còn hèn hạ hơn cả ma đạo nữa ba đại kiếm phái các vị thấy sao cái này kiếm cuồng trưởng lão, đan tiên tử, lăng phi nhất kiếm phùng phi thiên, còn có tất cả đệ tử của ba đại kiếm phái đều sửng sốt. Nói thật thì thái nhất môn mất đi hại đại cao thủ kim đan cảnh bọn họ rất vui mừng. Có điều chuyện này thật sự quá động trời. Theo đạo lý thì thái nhất môn không từ thủ đoạn nào. Không giữ chữ tín, không bằng cả ma đạo. Dù sao thì ma đạo còn có danh dự. Một vài đại ma đế đã nói một là một, hai là hai. Kỳ thật bọn họ cũng rất không muốn dính vào chuyện này, nhưng cũng không thể bỏ mặc được. Nếu như vậy thì sẽ mất hết mặt mũi, không khác gì bọn du côn trong thế tục, nếu tin này truyền ra ngoài thì sẽ bị người ta nói là mềm yếu. Vô năng, nghĩ nghĩ một chút, kiếm cuồng trưởng lão phát ra một đạo kiếm quang chặn trước mặt đệ tử Thái Nhất môn. "Các vị, việc này vô cùng trọng đại, hơn nữa trước đó Thái Nhất môn đã nói rõ là sinh tử có số. Hai bên đều đã đáp ứng rồi." mà bên các người lại bội ước, hai người liên thủ đánh phương Hàn, gặp phải phản kích chết cũng không oan uổng, các vị giờ lại vây công trả thù thì còn gì tôn nghiêm? Phong độ của đại môn phái tiên đạo, bây giờ các vị nên trở về bẩm báo với trưởng giáo, sau đó để người quyết định, đừng để cho sự tình càng ngày càng lớn ra rồi không thể vãn hồi được. Chương 255, trả lại kim đan, kiếm cuồng trưởng lão phóng ra phi kiếm ngăn trở trước mặt đệ tử thái nhất môn thanh kiếm tỏa ra kiếm khí bền chắc, kim khí hóa thành những bông tiết óng ánh, bay đầy trời vô cùng lộng lẫy, một luồng hơi băng tiết lạnh giá bao phủ toàn trường, khiến cho các đệ tử thái nhất môn đang bừng bừng lửa giận cũng thanh tỉnh lại một chút. Vị kiếm cuồng trưởng lão này là cao thủ tầng thứ 9. Thiên địa pháp tướng, kiếm thuật vô cùng thông linh, xuất thần nhập hóa, tùy theo tâm ý mà động. Có thể ngưng tụ kiếm khí thành bông tiết chính là thần thông vô thượng thiên hạ hữu tiết của Nhật Nguyệt Kiếm Tông hắn cũng là sợ không thể chấn nhiếp nổi đệ tử của thái nhất môn nên mới thi triển ra loại thần thông vô thượng này. Đồng thời trong bông tuyết do kiếm khí hình thành còn ẩn chứa rất nhiều thanh tâm chú. Tĩnh tâm chú, làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, tránh sự tình trở nên nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi được. Phải biết rằng, sự tình ngày hôm nay rất có thể sẽ dẫn đến các phái tiên đạo sống mái với nhau. Bên ngoài lại có ma đạo trầm trầm đứng nhìn, một khi các môn phái tiên đạo xảy ra xung đột thế lực mất đi sự cân bằng thì ba đại kiếm phái cũng sẽ gặp nạn. Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất và các đệ tử của Thái Nhất môn thấy kiếm cuồng trưởng lão ngăn cản. Thì triển ra vô thượng thần thông thiên hạ hữu tuyết thì cũng tỉnh táo lại một chút nhưng oán khí trong tâm bọn họ càng ngày càng thêm nồng đậm. Bọn họ đã ngưng cước bộ, dùng mục quang sâu lắng nhìn chầm chầm lên người phương. Đang lo lắng, tính toán cách giải quyết hậu quả của chuyện này. Thái nhất môn lần này hoàn toàn đối lý nếu như mọi chuyện truyền ra ngoài thì sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ thậm chí mười môn phái tiên đạo đều cười nhạo người thái nhất môn tác phong không khác gì bọn du đãng đầu đường xó chợ còn kém hơn cả ma môn nhưng lần này thái nhất môn tổn thất rất lớn hai gã cao thủ kim đan cảnh cứ như vậy hóa thành cho bụi chuyện này mà truyền ra ngoài thì khó mà ngẩng mặt lên được kiếm cuồng trưởng lão ông thật sự muốn ngăn cản thái nhất môn chúng ta báo thù sao triệu huyền nhất Tống duy nhất hai người bị giết chết, Kim Đan và pháp bài đều bị người ta thu lấy. Đây là nỗi nhục nhã vô cùng. Từ khi Thái Nhất môn chúng ta lập phái cho đến nay đều chưa từng có chuyện như vậy. Nếu như ông ngăn trở chúng ta thì chính là gây khó dễ với Thái Nhất môn chúng ta. Sau này Thái Nhất môn ta sẽ có hồi báo, ông cũng nên hiểu rõ. Hậu quả của chuyện lần này không phải cái mà Nhật Nguyệt kiếm tông có thể gánh vác được. Vương Thiên Nhất dùng thanh âm lạnh lùng nói a à, đây là người uy hiếp ta sao? Kiếm cuồng trưởng lão nghe vậy thì liền phát hỏa. Hắn vốn là người tính tình nóng này. Cuồng ngạo nên mới có ngoại hiệu là kiếm cuồng. Lần này hắn ngăn trở không đơn giản chỉ là vì công đạo. Mà là vì thấy Phương Hàn thuận mắt. Đồng thời cũng là vì rất không hài lòng với cách xử sự của Thái Nhất Môn. Lần này bọn họ tới ngũ hành địa bị ngũ hành môn đùa giỡn như khỉ. Làm một tấm chắn mà không đoạt được chút chỗ tốt nào. Hơn nữa hắn cũng không có ngăn cản Thái Nhất Môn báo thù. Chỉ là muốn bọn họ trở về bẩm báo lại với trưởng giáo Thái Nhất Môn rồi giải quyết sau. Hiện tại Thái Nhất Môn chẳng những không tiếp thu, lại còn nói chuyện với ngữ khi rất khó nghe. Cái gì mà hậu quả nhật nguyệt kiếm tông không thể gánh chịu nổi. Lời này quả thực là khinh người quá đáng. Nhật nguyệt kiếm tông dù gì cũng là một trong mười đại môn phái tiên đạo. Trong môn phái cũng có cao thủ trường sinh bí cảnh tọa chấn chứ nào phải thường hơn nữa kiếm cuồng cũng rất bực mình vì bản thân hắn không có làm chuyện gì sai cả nói chuyện hợp tình hợp lý không có che chở gì cho phương hàn dù sao thì cũng là do người thái nhất môn phá vỡ quy củ trước không chịu thù tín hai đại cao thù kim đan cảnh vây giết một người thấp hơn mình một cảnh giới mà lại bị người ta phản kích giết chết cái này cũng chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh chẳng lẽ muốn giết người ta mà lại ép người ta không được hoàn thù sao muốn người ta ngoan ngoãn rửa cổ chờ ngươi chém giết sao? Lần này là thái nhất môn đối phó với vũ hóa môn. Nếu như đổi lại là do hắn đoạt được linh phù để có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa thì sẽ ra sao? Có phải là cũng sẽ gặp tình cảnh giống hệt như vậy không? Vương Thiên Nhất, lão từ 8 tuổi đã giết người, 9 tuổi bắt đầu tu luyện, 15 tuổi tu thành thần thông, 60 tuổi luyện thành kim đan, 300 tuổi độ kiếp, 500 tuổi tu thành thiên địa pháp tướng đã giết qua không biết bao nhiêu người, cũng không ít lần bị người khác dọa nạt. Vương thiên nhất ngươi không xem nhật nguyệt kiếm tông chúng ta ra gì. Vậy thì có giỏi cứ tiến lên xem nào. Kiếm cuồng trưởng lão giết gào. Sắc mặt hai đạo cao thủ lăng không nhất kiếm phùng phi thiên. Đàn tiên tử cũng vô cùng khó coi. Thái nhất môn không giữ lời hứa. Ngang ngược bá đạo, làm cho bọn họ rất khó chịu. Nếu như chuyện này rơi vào người bọn họ thì sẽ làm sao đây? có điều bọn họ cũng không nóng nảy như kiếm cuồng trưởng lão. Chỉ là sắc mặt âm trầm một chút, chỉ huy đệ tử của môn phái tập trung lại gần với đệ tử của hai đại kiếm phái kia. Điều này nói lên ba đại kiếm phái đứng chung một chiến tuyến. Đối đầu với cường thế của Thái Nhất môn, bọn họ cũng hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh, đệ tử Thái Nhất môn thấy động tác này thì trong tâm vô cùng khẩn trương. Nếu quả thật ba đại kiếm phái triệt để trở mặt thì tình thế sẽ rất khó xử lý. Được thôi, ta cũng không phải nói nhật nguyệt kiếm tông gì cả chỉ là chuyện hôm nay là chuyện giữa thái nhất môn và vũ hóa môn ta không hy vọng người của nhật nguyệt kiếm tông các ngươi nhúng tay vào các ngươi có thể yên lặng theo dõi vương thiên nhất cố gắng đè nén lửa giận dùng ngữ khí bình thản thong thả nói ha 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 vương thiên nhất ngươi cho rằng ngươi có thể động tới ta sao hiện tại linh phù xuất nhập ngũ hành địa nằm trong tay ta ta có thể rời khỏi đây bất kỳ lúc nào ta mà muốn đi thì các ngươi cũng không có cách nào ngăn cản được phương hàn cười ha hả nói ngươi chạy trốn được một lần cũng không chạy trốn được cả đời vũ hóa môn cũng không cách nào bảo hộ cho ngươi được vương thiên nhất lạnh lùng nói ta căn bản không cần phải chạy trốn hơn nữa còn đem chuyện ngày hôm nay công cáo ra toàn thiên hạ dù sao cũng có rất nhiều người thấy được sự việc ta sẽ chờ xem mọi người trong tiên đạo sẽ nói như thế nào xem là ai làm sai phương hàn không chút sợ hãi nói dù sao thì đại hội quần tiên cũng sắp diễn ra rồi đến lúc đó để cho mọi người đưa ra ý kiến của mình cũng tốt bây giờ ngươi có thể rời đi nhưng nhất định phải lưu lại kim đan của triệu huyền nhất tống duy nhất hai người còn có pháp bảo còn sót lại của bọn họ là lục mục phong thần bia tâm linh kiếm cũng phải giao lại cho thái nhất môn chúng ta ngươi đã giết người của thái nhất môn chúng ta chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt di vật của bọn họ Đúng lúc này, Chu Dương Nhất đột nhiên lên tiếng. Lần này hắn nói đến điểm quan trọng, tuy làm ra vẻ nhượng bộ nhưng thật ra là cố ý gây sự. Phương Hàn không nhịn được nhì Chu Dương Nhất vài lượt. Người này thân cao chín xích, toàn thân hoàn mỹ, da trắng nõn, mặt không chút tì vết, tay cầm một cây quạt làm bằng lông chim, rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng Phương Hàn càng nhìn kỹ thì càng thấy người này vô cùng âm hiểm. Xảo trá, hai khỏa kim đan hắn không thể nào giao ra được tuy hiện tại hắn không thể nào luyện hóa được trừ phi mở ra não hải thứ ba hoặc là tu thành tầng thứ bảy thần thông bí cảnh kim đan cảnh thì mới có thể tu luyện thêm thần thông khác nhưng cho dù não hải mở rộng thì hắn cũng sẽ không luyện hóa hai khỏa kim đan này bởi vì hắn còn có cửu quỷ nguyên thần cường đại chờ luyện hóa chỉ cần hắn luyện thành kim đan não hải mở rộng thì có thể luyện chế cửu quỷ nguyên thần tu luyện thần thông của hoàng tiền môn mà quỷ đế đã tu luyện mất ba ngàn năm như vậy pháp lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí có thể vượt qua cả hoa thiên đô, thậm chí có thể trở thành đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh. Phải biết rằng cao thủ thần thông bí cảnh rất đông đảo. Có rất nhiều đệ tử kiệt xuất của các môn phái sau khi luyện tới tầng thứ 10. Nghịch thiên cải mệnh thì đều bế quan, cả ngàn năm cũng không xuất thế. Thần thông của những người này đều lợi hại vô cùng, nhưng nếu như phương hàn luyện hóa được cửu quỳ nguyên thần. Dựa vào sự lợi hại của thần thông ngũ đế đại ma thì cũng không sợ gì mấy người này có thể trở thành đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh. Tuy hắn không cần hai khỏa kim đan này nhưng nó cũng có tác dụng vô cùng lớn. Tỷ như có thể dùng cho phát nổ, hoặc là cho đạo hữu của mình, thậm chí là cho tinh vân bảo bảo, giúp hắn đoạt được vị trí trưởng giáo quần tinh môn cũng không phải là không được. Có điều tinh vân bảo bảo muốn luyện hóa được cái này thì cần phải chờ đến khi tu luyện thành tầng thứ năm. Thiên nhân cảnh về phần tâm linh kiếm, lục mục phong thần bia phương hàn cũng không thể giao ra. Bởi vì cho dù có giao ra thì người của thái nhất môn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Sao không giữ lại gia tăng thực lực của bản thân? So với việc hy vọng hão huyền là đối phương sẽ bỏ qua cho mình thì sao không tăng thêm lực lượng của bản thân? Phương Hàn là người rất khôn khéo. Tình mình sao có thể không rõ đạo lý này được? Sao, người không muốn giao ra? Chu Dương nhất hỏi lại. Bộ dáng vô cùng âm trầm đáng sợ không giao ra thì chúng ta cũng không cần phải e ngại gì nữa đừng có trách thái nhất môn ta vô tình nếu như ngươi giao ra đây thì còn có thể xem xét cho ngươi một con đường sống bởi vì có kim đan thì trưởng giáo của thái nhất môn ta có thể vận dụng tiên khí thì triển ra vô thượng thần thông tái tạo lại linh hồn thân thể của triệu huyền nhất tống duy nhất đến lúc đó tội lỗi của ngươi cũng sẽ giảm nhẹ một chút thái nhất môn chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi nữa Chu Dương nhất nói ra một lời này làm cho mọi người ở đây đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Mà ngay cả Kiếm cuồng trưởng lão cũng không có nói gì. Hắn cảm thấy như vậy cũng không sai. Phương Hàn giao ra Kim đan để trưởng giáo thái nhất môn hồi sinh lại hai vị đệ tử. Sự tình cũng không có gì nữa. Diêm, thật có thể làm cho bọn họ sống lại sao? Phương Hàn nghe nói vậy thì liền nhớ tới chuyện Bạch Hải Thiện nói. Có thể, nhưng cần phải có cao thủ tầng thứ 9 thứ 10 trường sinh bí cảnh, thậm chí có thể là người sắp phi thăng thành tiên mới có thể làm được. Mà còn phải mượn lực lượng của tiên khí, hao phí một lượng pháp lực khổng lồ, còn phải trả một cái giá rất lớn là vĩnh viễn không thể thành tiên mới có thể hồi sinh một người từ trong hư vô trở lại. Nghịch chuyên quy tắc sinh tử, nhưng mà cái giá này thật sự quá lớn, phá vỡ quy tắc sinh tử không khác nào đi ngược lại với thiên đạo. Cửa thiên đạo sẽ không bao giờ mở cửa tiếp nhận người đó vĩnh viễn không bao giờ có thể tiến vào tiên giới trưởng giáo thái nhất môn không có khả năng vì hai đại cao thủ kim đan cảnh mà bỏ đi cơ hội thành tiên của mình cho dù là con của hắn chết đi cả nhà hắn chết sạch không còn ai cũng không có chuyện đi cứu sống người ta dậy diêm lạnh lùng nói phương hàn lập tức minh bạch nhìn chu dương nhất cười cười giống như thấy một kẻ ngu vậy trưởng giáo thái nhất môn sẽ chỉ bỏ đi cơ hội thành tiên để cứu sống hai cao thủ kim đan cảnh sao cái gì ta chỉ biết là siêu cấp cường giả trường sinh bí cảnh có thể hồi sinh lại người đã chết từ trong hư vô nhưng thật không ngờ là phải trả giá bằng cơ hội tu luyện thành tiên sao kiếm cuồng trưởng lão cũng không biết chuyện này nghe phương hàn nói thì lắp bắp kinh hãi nếu như bọn họ đường đường chính chính đấu pháp với ta rồi bị ta giết chết thì ta nhất định sẽ trả kim đan của bọn họ lại cho các ngươi nhưng mà hai người này không thù tính lại còn đánh lén muốn giết chết ta muốn ta trả lại kim đan hừ Ta hỏi các ngươi, nếu như ta bị các ngươi giết, các ngươi chiếm được hoàng tiền đồ liệu có mang về đưa lại cho vũ hóa môn không? mươi 256 Cùng rời đi, ngốc tử cũng biết nếu như hắn bị người của thái nhất môn. Hoàng tiền đồ bị bọn họ chiếm được thì nhất định sẽ không trả lại cho vũ hóa môn. Hoàng tiền đồ là gì? Chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Không tính chuyện nó có thể mở ra được hoàng tiền bảo khố trong truyền thuyết không nói chuyện nó có A à Tì môn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng Hoàng Tiền Thánh Hà ở trong đó, có thể tẩy luyện thần thông, giúp ngưng luyện kim đan, tăng khả năng độ kiếp thành công, có đủ thứ chỗ tốt, một món bảo vật lợi hại như vậy, sau khi có được lại giao ra thì chính là người bị tâm thần. Chu Dương Nhất Cương Định nói, đó là đương nhiên, Thái Nhất Môn chúng ta tự nhiên là sẽ mang giao lại cho Vũ Hóa Môn. Lời này vừa nói ra thì mấy người kiếm cuồng nhìn hắn với ánh mắt cổ quái ai cũng biết hắn đang nói dối. Không ngờ lại có người ra mặt dày như vậy. Mấy người đang định nói giúp mấy lời cũng đành nuốt lại không nói nữa. Thấy một màn này, Phương Hàn cười ha hả nói. Xem ra thái nhất môn các người không làm được gì cả. Chỉ là một đám vô sỉ mà thôi. Mặc kệ thế nào, bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Phương Hàn ta mặc dù xuất đạo không được bao lâu nhưng cũng tung hoành khắp thiên địa rồi. Cũng chưa từng chịu thiệt thòi nào đừng nói mấy lời xàm ngôn nữa. Giờ các ngươi còn có cơ hội, một là một trọi một, đơn đả độc đấu, có thể giết chết ta, báo thù cho triệu huyền nhất, tống duy nhất, đặt lại linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Đương nhiên nếu như các ngươi không giữ quy củ, vô liêm sỉ như lúc nãy thì ta cũng không cần phải phụng bồi. Lập tức rời đi, hả, nghe lời nói này của Phương Hàn thì mấy người đệ tử thái nhất môn cũng không nói lời nào. Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất liếc mắt nhìn nhau sắc mặt tái nhợt bọn học mặc dù đã tu luyện tới tầng thứ tám thần thông bí cảnh vượt qua phong hòa đại kiếp hơn phương hàn hai cấp bậc nhưng lúc nãy đã thấy được thực lực của phương hàn nên không nắm chắc có thể thắng được hắn bổn mạng phù lục lơ lửng trên đầu phương hàn thật sự quá mức cường đại rõ ràng tạo ra tiếng tù và tiếng chống trận tiếng phạn sướng nữa nếu như bọn họ có trung phẩm đạo khí thì còn có chút cơ hội mà đằng này thì bọn họ ngay cả một kiện hạ phẩm đạo khí cũng không có thái nhất môn tuy rất cường đại là môn phái xếp hạng nhất nhưng mà cũng không thể phân cho mỗi một người một kiện đạo khí huống chi phương hàn ngoài thần thông lợi hại còn có giả thiên ma thù huyết dạ vương hoàng tiền đồ nữa muốn đánh bại hắn trừ khi là người bế quan trong thái nhất môn cả ngàn năm rồi sắp đột phá cánh cửa trường sinh bí cảnh thì mới có thể được nhưng những người kia sao có thể lãng phí thời gian đến đây đánh nhau được cho dù là người khác giết chết ba mẹ của bọn họ thì bọn họ cũng phải chờ tới khi tu luyện thành trường sinh bí cảnh mới chịu đi ra báo thù kiếm cuồng trưởng lão nghe vậy thì ngược lại kích động muốn ra chiến đấu nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện quỷ đế bị phương hàn giết chết thì chiến ý cũng nguội lạnh đi quỷ đế là cao thủ trong thế hệ trước cường đại hơn hắn rất nhiều kỳ thật phương hàn giết được quỷ đế cũng là nhờ âm mưu mà thôi nếu như lại một lần nữa thì không thể nào giết được quỷ đế có điều người ngoài cũng không cách nào biết được ẩn tình trong chuyện này đương nhiên nếu như kiếm cuồng trưởng lão xuất chiến thì phương hàn cũng sẽ không ngại thi triển ra mưu tính cũ ngụy trang một chút phóng ra kim đan của tống duy nhất hoặc triệu huyền nhất để giết chết hắn như thế nào các ngươi không muốn báo thù cho triệu huyền nhất và tống duy nhất sao đã như vậy thì ta cũng không phụng bồi nữa đồ ước lần này ta thắng phương hàn thầm cười trong lòng nếu như người của Thái Nhất Môn lại xuất chiến nữa thì hắn cũng không ngại giết thêm một hai người nữa. Dù sao thì giết hai người hay ba người gì thì cũng là giết cả. Người không đắc ý được lâu đâu. Mặt vương thiên nhất đỏ hồng. Hai mắt híp lại sắc như đao. Lập lòe tinh quang bất định. Hiển nhiên là kiệt lực nhẫn nại đè nén lửa giận trong lòng. Nhưng hắn không thể không nhẫn nại được. Đột nhiên hắn quay lại nhìn người của ba đại kiếm phái. Kiếm cuồng trưởng lão. Phùng phi thiên trưởng lão. Đan tiên tử trưởng lão, lần này thái nhất môn liên hợp với ba đại kiếm phái đi ngũ hành địa. Có lợi ích gì thì cũng không thiếu phần ba phái các vị. Lần này thái nhất môn chúng ta không có cao thủ, chẳng lẽ các vị cũng không có sao? Thuần túy là phép khích tướng, lập tức kiếm cuồng trưởng lão biến sắc, cái này rõ ràng là gây khó dễ bọn họ. Hừ, Phương Hàn thấy Vương Thiên Nhất sử dụng phép khích tướng, muốn lôi kéo người của ba đại kiếm phái thì hắn lại dở ra thủ đoạn của mình ba đại trưởng lão mọi người cũng không cần phải ra tay lần này có mọi người làm chứng chủ trì công đạo làm phương hàn ta vô cùng cảm kích trong tiên đạo vẫn còn có công đạo đạo linh phù này sau khi trở về ta sẽ giao cho trưởng giáo phong bạch vũ sau đó sẽ mời các vị trưởng lão đến tìm hiểu đến lúc đó nhất định sẽ không thiếu phần của ba đại kiếm phái để tỏ lòng biết ơn đồng thời Riêng bản thân ta để tỏ lòng biết ơn các vị cũng sẽ đưa tặng mỗi phái 100 vạn viên nguyên anh đan. Ba tháng sau ba vị có thể đến vũ hóa môn nhận. Ba vị hẳn biết rõ nguyên anh đan do ta luyện chế có phẩm chất vượt xa nguyên anh đan của thái nhất môn nhiều. Đây là hàng mẫu để các vị nhận xét, đánh giá, hắn vung tay lên, ba viên nguyên anh đan từ trong tay hắn phân biệt bay đến trước mặt ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão vẫy tay đón nhận nguyên anh đan, xem xem một hồi thì biến sắc bởi vì nguyên anh đan của phương ẩn chứa linh khí nồng đậm đến cực điểm. Hơn nữa không có chút tạp khí nào, thậm chí bên trong giường như không có một chút tạp chất nào. Thậm chí nguyên anh đan cũng không khác gì pháp tinh ngọc thạch. Có thể dùng để bổ sung pháp lực. Quá trình luyện chế nguyên anh đan của Phương Hàn đầu tiên là lấy linh khí tiên giới do cây thế giới thu được ngưng tụ lại. Sau đó lại dùng vong tình thủy của Hoàng Tuyền đồ luyện chế. Đương nhiên không có một tia tạp khí chất nào trong đó hơn nữa còn có thêm khí tức tinh thuần của cây thế giới nữa nguyên anh đan của thái nhất môn ở trước mặt hắn thì cũng chỉ là đồ giả hàng nhái kém chất lượng mà thôi cầm nguyên anh đan của phương hàn trong tay kiếm cuồng trưởng lão lăng không nhất kiếm phùng phi thiên đan tiên tử đều thầm hít một hơi kiếm cuồng trưởng lão không thể tin được nói thật sự có thể cấp cho ta một trăm vạn viên đan dược như thế này ba tháng sau lấy có thật không hắn đương nhiên biết rõ đan dược này có ý nghĩa như thế nào một hai viên một ngàn viên cũng không tính là gì nhưng mà mười vạn viên trăm vạn viên thì lại khác một viên nguyên anh đan của phương hàn trên thị trường có thể đổi lấy ba trăm bạch dương đan khi đổi với linh lung phúc địa cũng chỉ được có hai trăm hạng là cho bọn họ chút tiện nghi mà thôi hiện giờ phương hàn hứa hẹn mỗi phái một trăm vạn viên đan dược nghĩa là cho bọn họ tài phú mấy tỷ viên bạch dương đan đây là bao nhiêu tiền đây? Thậm chí có thể so sánh với cả tuyệt phẩm bảo khí nữa. Đây chính là một lượng tài phú khổng lồ. Đó là đương nhiên, ba tháng sau các vị cứ đến luân hồi phong của ta ở vũ hóa môn. Tuyệt đối không nuốt lời. Phương Hàn gật đầu nói. Đã như vậy chúng ta cũng không khách khí nữa. Ba đại trưởng lão gật đầu nhìn nhau. Phương Hàn đạo hữu đã phóng khoáng như vậy. Sự tình hôm nay chúng ta cũng không xen vào nữa nhưng sẽ đem thực hư mọi chuyện nói rõ cho mọi người biết. Ngươi, tên đáng chết này, tội đáng chết vạn lần, thấy Phương Hàn công nhiên hối lộ như vậy, mấy người đệ tử thái nhất môn tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng mà cũng không có biện pháp nào, người ta dám bỏ ra lượng tài phú khổng lồ như vậy. Một trăm vạn viên nguyên anh đan, ai có thể cầm lòng được, có thể khẳng định là ba vị trưởng lão kia vì muốn được một trăm vạn viên nguyên anh đan của Phương Hàn mà sẽ ăn ngay nói thật hừ người thái nhất môn rất lợi hại nhưng mà lão tử có tiền có đan dược ai dám cùng ta so thử xem ai giàu hơn phương hàn hung hăng nói tìm một trăm vạn viên đan dược là một lượng tài phú khổng lồ nhưng mà dùng nó để lấy được sự ủng hộ của ba đại kiếm phái thì cũng đáng nhất là hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt hiện tại trên người hắn cũng không có dư thừa đan dược có điều một ngày có thể luyện chế được hơn ba vạn viên đan dược một tháng hơn một trăm vạn viên ba tháng cũng vừa đủ để thanh toán cho ba vị trưởng lão này hơn nữa trong ba tháng thời gian này ba đại trưởng lão sẽ vì một trăm vạn viên nguyên anh đan mà nói tốt cho mình ba đại trưởng lão cứ tin tưởng ở ta phương hàn không ở đây nữa xin phép rời đi trước phương hàn thấy mọi chuyện đã giải quyết tốt rồi thì cũng chuẩn bị rời đi khoan đã vương thiên nhất hô lên sao ngươi muốn đấu với ta phương hàn xoay người lại ba vị trưởng lão các người đừng quên là lần này các người có thể vào ngũ hành địa cũng là nhờ vào thông đạo của thái nhất môn chúng ta. Nếu như các ngươi không giao thủ với Phương Hàn thì thái nhất môn chúng ta đóng cửa thông đạo. Các vị sẽ làm sao? Vương Thiên Nhất âm lãnh nói. Ngươi, ba đại trưởng lão liền biến sắc. Đúng là lần này tiến vào ngũ hành địa là nhờ vào thông đạo do thái nhất môn mở ra. Nếu như thái nhất môn đóng thông đạo lại thì mấy người bọn họ sẽ bị vây khốn trong ngũ hành địa với pháp lực của bọn họ cũng không cách nào phá được thời không trở về huyền hoàng đại thế giới. Ngũ hành địa là một tinh cầu không tên, không biết là ở đâu trong trong vũ trụ rộng lớn này. Người dám uy hiếp bọn ta, ba vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt nói, không phải uy hiếp, chẳng qua nhắc nhở ba vị một chút mà thôi. Vương Thiên Nhất cười âm hiểm nói, ta hy vọng ba vị tranh đoạt linh phù xuất nhập ngũ hành địa rồi giao ra TSF mới có tư cách ra khỏi đây các ngươi đóng cửa thông đạo thì không sợ ba đại kiếm phái sẽ trở thành địch nhân vĩnh viễn của thái nhất môn sao kiếm cuồng trưởng lão hít sâu một hơi thấy một màn này phương hàn lại vô cùng vui vẻ không kiềm được cười ha hả nói vương thiên nhất ơi là vương thiên nhất ngươi thật sự ngu như heo dùng chuyện này bức bách ba vị trưởng lão có ích gì sao ta thấy ngươi bị giận dữ làm cho váng đầu rồi ba vị trưởng lão cũng không cần phải sợ linh phù của ta có thể giúp các vị rời khỏi ngũ hành địa ta hiện tại ngược lại không muốn rời đi tránh cho người thái nhất môn lại giết hết toàn bộ mọi người rồi giá họa lên đầu ta nói là ta cấu kết với thiên ma của ngũ hành địa giết chết các người với sự âm hiểm của bọn hắn thì sợ là chuyện gì cũng dám làm a à, hoa lạp hoa lạp kết kiếm long bố kiếm trận vừa nghe lời này của phương hàn thì ba vị trưởng lão của ba đại kiếm phái đồng thời hô lớn tất cả các đệ tử lại kết thành kiếm trận hóa thành ba kiếm long tránh ra khỏi đám người thái nhất môn bay đến chung quanh người phương hàn bày trận địa bổ dáng sẵn sàng chiến đấu vốn bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện này nhưng mà vừa rồi vương thiên nhất nói như vậy thật sự khiến cho bọn họ không thể không đề phòng vương thiên nhất vừa nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi ngẩn ra tiếp đó là hối hận không thôi biết là mình đã lỡ lời rồi Vốn hắn chỉ muốn bước ba đại trưởng lão chiến đấu với Phương Hàn đến lưỡng bại câu thương, phá hỏng mối quan hệ mà Phương Hàn đã tạo dựng lên, để mình chiếm tiện nghi, nhưng thật sự không ngờ sự tình lại thành ra như thế này. Quả thật là hôm nay hắn đã bị Phương Hàn làm cho tức giận đến thần trí mơ hồ, tính toán không cẩn thận. Chương 257, đại thủ khủng bố, các vị, vừa rồi thiên nhất sư huynh chỉ đùa một chút mà thôi các vị trưởng lão không nên tưởng là thật thái nhất môn mở ra thông đạo để các vị đi vào thì cũng sẽ giữ thông đạo cho các vị đi ra chu dương nhất cũng biết lần này vương thiên nhất lỡ lời trong tâm thầm kêu khổ không thôi vội đứng ra hòa giải nhưng mà có ai sẽ tin tưởng đây kiếm cuồng trưởng lão nói với phương hàn nói phiền phương hàn đạo hữu đưa chúng ta ra ngoài đi ta thật sự sợ bị người ta giết người diệt khẩu không sai Ngũ hành địa mặc dù rất tốt nhưng mà có vô số yêu thú và thiên ma. Nhưng mà cũng phải có mạng mới có thể thu thập được. Lăng không nhất kiếm phùng phi thiên nói. Hừ, ta bình sinh ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Thái nhất môn ti cường đại nhưng lại uy hiếp ba đại kiếm phái chúng ta. Không phải cách làm của người chính đạo. Sau này khi trở về ta sẽ bẩm báo lại với trưởng giáo. Đến lúc đó trưởng giáo sẽ đến thái nhất môn đòi cho chúng ta một cái công đạo. Đan tiên từ cao giọng nói trong lòng nàng tràn ngập oán hận ai cũng không thích bị người khác uy hiếp hiện tại đệ tử ba đại kiếm phái đều thấy phương hàn rất vừa mắt đáng yêu mà khi nhìn người của thái nhất môn thì bộ dáng vô cùng căm hận dù sao thì một người uy hiếp bọn họ còn một người lại cho đan dược người nào tốt hơn không cần nói cũng biết được tốt các vị trưởng lão chúng ta tạm thời rời đi khỏi ngũ hành địa thôi phương hàn giờ vô cùng vui vẻ thúc giục linh phù từ trong hư không vang lên những tiếng ô ô ô quái gì một thông đạo hiện ra phương hàn bay vào trong sau đó người của ba đại kiếm phái cũng lần lượt đi vào trong thông đạo trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn rời khỏi ngũ hành địa có làm hay vương thiên nhất tiến lên một chút làm ra động tác cắt ngang qua cổ vô ích chu dương nhất chán nản lắc đầu giống như ăn mật đắng vậy lần này thái nhất môn tổn thất thảm trọng uy nghiêm mất sạch sau khi trở về không biết nên nói với trưởng giáo như thế nào đây hơn nữa ba đại kiếm phái cũng đã có dị tâm bị phương hàn lôi kéo rồi đại hội quần tiên ba năm tới kế hoạch thống nhất tiên đạo của chúng ta sao có thể tiến hành được hừ đây cũng không có gì thái nhất môn ta thống nhất tiên đạo là chuyện sớm hay muộn có điều gần đây ta nghe được tin tức nói là tiên giới có chu sử nhất khẽ nói trong lòng tràn ngập oán khí hiện tại các đệ tử thái nhất môn đều vô cùng tức giận nếu như không phát tiết ra thì rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma im miệng chu dương nhất vương thiên nhất đồng thời hét to đệ tử thái nhất môn đều trầm mặc khảm ly trường xuân không nguyên phúc thọ lộc mệnh đại phương sáu đại chân nhân hiện giờ tâm loạn như ma bọn họ vốn muốn báo thù nhưng không ngờ rằng tu vi của phương hàn lại càng ngày càng bỏ xa bọn họ hắn có thể trong nháy mắt giết chết hai đại cao thủ kim đan cảnh. Một chút tàn tích cũng không còn, hơn nữa còn có tài lực hùng hậu, ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa, trong thoáng chốc đã lôi kéo được sự ủng hộ của ba đại kiếm phái. Luận tu vi bọn họ không cách nào so sánh với Phương Hàn. Dù có cưỡi ngựa đuổi theo cũng không kịp, thực lực người này thật khủng bố, thủ đoạn âm hiểm, sau này chúng ta làm sao? Sáu đại chân nhân thầm sợ hãi, toàn thân run rẩy bọn họ cảm giác được nếu dù cho bọn họ có âm mưu quỷ kế gì thì cũng không thể làm gì được phương hàn thậm chí còn có thể bị hắn giết chết thực lực phương hàn mạnh cũng không thành vấn đề thái nhất môn bọn họ có ưu thế vốn có thể dùng âm mưu dàn xếp gài hắn nhưng hiện tại xem ra rất khó không bị phương hàn tính kế đã là tốt rồi hừ có gì phải sợ hãi ta không thể không thừa nhận là người này thật sự quá gian trá giảo hoạt nhưng mà trong thế giới rộng lớn này hắn cũng chỉ là một quả trứng mà thôi vương thiên nhất giận dữ hét ta đã đem chuyện lần này báo lại cho trưởng giáo chí tôn người truyền đến pháp chỉ nói chúng ta cứ tiếp tục tu luyện như trước săn giết yêu thú cường đại trong ngũ hành địa hấp thu nguyên khí của bọn chúng tăng cường thực lực bản thân sau đó tay hắn huy động một đạo bùa chú bay ra ngoài nhanh như chớp bay trở lại thông đạo do thái nhất môn mở ra rồi biến mất không thấy đâu lúc này thông đạo do phương hàn mở ra cũng đã hoàn toàn biến mất không biết là thông đạo đó dẫn tới đâu nữa hôm nay thu hoạch thật là lớn quả thực không gì sánh kịp lúc này phương hàn đã đi tới đầu thông đạo phía trước là một mảng không gian tối đen không ngừng rung động tựa hồ bị vặn vẹo vậy hắn đã có kinh nghiệm nên không hề bối rối trong lòng lại vô cùng vui vẻ lần này hắn lôi kéo được người của ba đại kiếm phái chuyện hắn giết chết hai đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn cũng sẽ được ba kiếm phái nói giúp cho rất nhiều. Lần đi ngũ hành địa chẳng những có thể tu luyện thành thần thông ngũ đế đại ma. Luyện thành bồn mạng phù lục, lại còn giết được hai người triệu huyền nhất, tống duy nhất, xây dựng nên uy danh cho bản thân. Chiếm được vài món pháp bảo rất tốt, còn có hai viên kim đan cường đại nữa. Thu hoạch thật là lớn, trong vòng 10 năm chiến thắng được Hoa Thiên Đô cũng có thêm phần nắm chắc chỉ cần ta tu luyện tới kim đan cảnh, thì có thể luyện hóa cửu quỷ nguyên thần. Lúc này Phương Hàn một loại cảm giác tin tưởng nổi lên trong lòng Phương Hàn. Trước đây, hắn chưa bao giờ nắm chắc được chuyện có thể thắng được hoa thiên đô. Nhưng mà giờ phút này hắn lại có cảm giác nắm chắc. Hiện tại bồn mạng phù lục của hắn đã mạnh mẽ ngang bằng với kim đan rồi. Phương Hàn tràn ngập tin tưởng vào tương lai. Trong vô tận tinh không? Một nơi nào đó trong vũ trụ giữa rất nhiều tinh cầu có một đạo hắc tuyến không ngừng luồn lách qua lại. Không ngừng vượt qua khoảng cách mấy trăm ức, thậm chí là cả ngàn ức giảm. Trong nháy mắt, đạo hắc tuyến này đã truyền đi qua lại giữa trăm tinh cầu. Hướng thẳng về một vùng tràn ngập màu huyền hoàng bay đi. Nếu như lúc này có cao thủ trường sinh bí cảnh ở đây thì sẽ thấy được huyền hoàng đại thế giới giống như một quả trứng lớn vô cùng đang lơ lửng giữa vũ trụ. Thể tích vô cùng to lớn, vượt xa bất kỳ tinh cầu nào trong vũ trụ thể tích khổng lồ hơn hẳn bất cứ tinh cầu nào mà cả huyền hoàng đại thế giới tầng tầng lớp lớp không biết có bao nhiêu không gian trong đó thực sự không phải chỉ có một tầng bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí mà ở bên ngoài huyền hoàng đại thế giới là vô cùng vô tận tinh vân mỗi một phiến tinh vân đều có cả trăm ngàn ức tinh cầu trên đó có vô số sinh linh tồn tại cả vũ trụ không biết có bao nhiêu thế giới như vậy cũng không biết có bao nhiêu loại sinh vật nhiều ít bao nhiêu tu sĩ mỗi một thời khắc đều có không biết bao nhiêu chuyện truyền kỳ đang diễn ra mà đạo hắc tuyến đi qua lại giữa không gian kia chính là do linh phù của phương hàn tạo thành ngũ hành địa vốn ở rất xa huyền hoàng đại thế giới không thể dùng lực lượng tu sĩ bình thường để phi hành được duy chỉ có dùng các thông đạo không gian mới có thể trong nháy mắt chuyển rời đi lại giữa hai nơi đạo hắc tuyến này không ngừng đi từ tinh cầu này tới tinh cầu kia dần dần tiếp cận huyền hoàng đại thế giới đột nhiên từ trong hư không một bàn tay thật lớn xuất hiện. Bàn tay này lớn hơn bất luận sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Bàn tay từ trên một tinh cầu bay ra, bàn tay lớn đến mức che lấp hết cả tinh cầu đó. Trên đường đi che phủ các hàng tinh sáng chói, chộp về phía đạo hắc tuyến của Phương Hàn. Luồng pháp lực ba động từ bàn tay khổng lồ làm cho vài tinh cầu nhỏ trên đường nó lướt qua bị giải thể trong nháy mắt. Loại khủng bố như vậy đã không còn là thủ đoạn mà thần thông bí cảnh có thể làm ra cũng không phải là cao thủ tầng thứ nhất thứ hai trường sinh bí cảnh có thể làm được đây phải là do một tiệt thế cường giả có tu vi cực kỳ khủng bố bàn tay khổng lồ này chộp về đạo hắc tuyến của phương hàn có thể tưởng tượng ra được chỉ cần thoáng bắt chúng thì cả phương hàn và người của ba đại kiếm phái đều chết ngay lập tức không ai có thể cứu được bọn họ phong bạch vũ cũng không được bởi vì lực lượng khủng bố như vậy sợ là trưởng giáo vũ hóa môn phong bạch vũ cũng không thể ngăn cản nổi có thể làm cho mấy tinh cầu bị phân rã trong nháy mắt đã không còn là sức mạnh thần thông bí cảnh có thể tưởng tượng được mà lúc này phương hàn vẫn đang ở trong đường hầm tối đen không hề biết là có chuyện gì hắn chỉ biết là mình đang không ngừng chuyển di trong không gian là nhờ lực lượng của linh phù cũng không biết bên ngoài có chuyện gì nhưng tâm linh của hắn đột nhiên bị một tầng hắc ám bao trùm một sự khủng hoảng nổ lên bao trùm toàn bộ linh thức của hắn trong tích tắc này hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm đang dần ập tới là cái gì rốt cuộc là cái gì hắn không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chỉ có thể khẳng định là chắc chắn có cái gì đó không đúng bởi vì không gian tối đen quanh người hắn bắt đầu nổi lên sóng gió thật giống như xảy ra địa chấn vậy không gian không ngừng vạn vẹo kịch liệt mà bàn tay khổng lồ kia đã tới rất gần chỉ còn trong nháy mắt nữa là chộp được đạo hắc tuyến đúng lúc này từ một tinh cầu khác đột nhiên bay ra một bàn tay khổng lồ phủ đầy lân phiến màu vàng đất. Đánh thẳng lên bàn tay lớn kia, phanh, hai bàn tay lớn tiến hành giao phong ngay giữa vũ trụ. Tình không rộng lớn, bàn tay lớn lúc đầu bị bàn tay có lân phiến màu vàng đất chộp vào thì liền co rụt lại. Đột nhiên nắm lại, từ trong hư không vang lên chú ngữ thần bí. Đánh ra một quyền, quanh long long, quanh long long, hơn 10 tinh cầu nhỏ bị đánh vỡ nát, hóa thành vô số thiên thạch bay tán loạn giữa tinh không. Ám ma ni bá mễ hồng, bàn tay khổng lồ có lân phiến màu vàng đất cũng nắm lại. Sau đó trong nháy mắt năm ngón tay mở ra, biến ảo liên tục, ra thành trăm ngàn đạo thủ ấn. Ở trong hư không bỗng hiện ra sáu đạo chân ngôn. Xoạch, hai bàn tay lớn tựa như hai đạo lưu tinh lao vào nhau rồi đồng thời tán đi. Tạo nên một làn sóng pháp lực giữa tinh không. Sau đó tất cả các dị tượng đều biến mất, không còn chút tâm hơi nào. Có người muốn động vào quân cờ này của ta sao? Muốn động vào thì cũng phải trả giá rất lớn. Ha ha, thần phù trần áp ta đã bị lấy đi. Không bao lâu nữa bản Ma Tôn cũng sẽ thoát khỏi khốn cảnh này, lúc này ở trung tâm tinh cầu ngũ hành địa xa xôi. Một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng đất. Trên đầu có năm đạo quang hoa lấp loáng không ngừng xoay truyền. Trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu loại chú ngữ. Hiển nhiên lão đạo sĩ màu vàng đất này chính là viễn cổ Ma Tôn đã giúp Phương Hàn. Vừa rồi bàn tay khổng lồ có lân phiến màu vàng đất bảo vệ phương hàn hình như cũng là kiệt tác của vị viễn cổ ma tôn này. Trên đầu hắn có năm đạo quang hoa lưu truyền, tựa hồ chính là ngũ hành linh căn, cái sinh ra không biết bao nhiêu yêu thú, mà bàn tay khổng lồ muốn đánh chết phương hàn kia rốt cuộc là ai? Lai lịch thế nào? mươi 258. Hồi môn, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa rồi sao tự nhiên ta lại có cảm giác bứt rứt? Khó chịu. Phương Hàn vẫn đang phi hành trong thông đạo, cảm giác bối rối, hoảng sợ vừa rồi đã biến mất, trong lòng hắn nổ lên một cảm giác nghi hoặc, hiện tại tu vi của hắn còn thấp kém, cũng không thể biết đột rốt cuộc là có chuyện gì, hắn cũng không thể biết được rằng, vừa rồi hắn đã bước một chân qua làn danh sinh tử. Cũng may mắn là có bàn tay khổng lồ kia chặn lại. Hô hô, hô hô, vô số tiếng gió từ đầu thông đạo truyền tới. Cuối cùng, ở cuối thông đạo giữa mảng tối đen bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng mọi người thoáng cái đã đi qua một chặng đường dài trước mặt bọn họ xuất hiện một mảng rừng rậm xa xa là hoang dã thần miếu tòa tòa nối tiếp nhau trải dài vô tận trong rừng tùng hoang dã yên tĩnh không một tiếng động mọi người từ ngũ hành địa theo thông đạo trở về tới một nơi sâu trong rừng tùng hoang dã thêm một bước nữa là sẽ đi vào phạm vi của hoang dã thần miếu cuối cùng cũng trở về lại huyền hoàng đại thế giới quả nhiên có thể đi ra. Phương Hàn đạo hiểu, không biết ngươi có năng lực mang bọn ta đi tới ngũ hành địa nữa hay không? Ba đại kiếm phái cũng đã tới bên trên rừng tùng, cũng không dám xâm nhập vào phạm vi của hoang dã thần miếu. Kiếm cuồng trưởng lão híp mắt đột nhiên nhìn về phía Phương Hàn hỏi. Phương Hàn ngẩn ra, vội vàng cảm ứng linh phù thì liền cảm ứng được ngũ hành địa. Ngũ hành địa vốn chính là một tinh cầu vô danh ở rất xa huyền hoàng đại thế giới từ huyền hoàng đại thế giới, vô luận là pháp lực có cao bao nhiêu, mắt có tốt đến mức nào cũng không cách nào nhìn thấy được nó. Nếu không phải tiến hành chuyển di xuyên qua không gian mà cứ bay bình thường thì thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh có bay cả vạn năm cũng chưa chắc tới được. Đương nhiên, cao thủ trường sinh bí cảnh tầng thứ nhất vạn thọ cảnh và tầng thứ hai bất tử chi thân không có lĩnh ngộ ra được chân ý của không gian, cũng không thể nào tiến hành chuyển di được phương hàn sở dĩ có thể đưa mọi người di chuyển xuyên không gian là nhờ có sáu chữ ám ma ni bá mễ hồng ghi trên mặt linh phù đạo linh phù này không có bất kỳ lực lượng nào để phòng thân ngăn cản địch nhân thật giống như một cái vé tàu đi lại giữa ngũ hành địa và huyền hoàng đại thế giới hiện tại phương hàn vừa dùng thần niệm tiến nhập vào trong linh phù liền có thể thấy được một thông thông đạo hướng đến một tinh cầu xa xôi trong vũ trụ chính là ngũ hành địa Thậm chí cuối còn đường còn có thể thấy rất nhiều sông núi. Vực sâu hiểm ác, thậm chí còn có yêu khí. Mà khí cường đại nữa. Không ngờ linh phù này lại thần diệu như vậy. Phương Hàn thầm mừng rỡ. Hắn thông qua linh phù có thể tùy thời khác quan sát sự biến hóa của ngũ hành địa. Hơn nữa cảm giác được chỉ cần hắn muốn thì có thể ngay lập tức trở lại ngũ hành địa. Nói cách khác hắn tùy thời có thể đi đến ngũ hành địa. Không có gì ngăn chờ cả hiện tại ngũ hành địa không khác gì hậu hoa viên của nhà hắn các vị trưởng lão ta đương nhiên có thể trở lại ngũ hành địa phương nói ra sự thật hiện tại ba vị trưởng lão trở về bẩm báo lại cho trưởng giáo môn phái chuyện xảy ra lần này sau này nếu như muốn đi vào ngũ hành địa có thể đến tìm ta bất kỳ lúc nào mọi chuyện đều có thể thương lượng hừ hừ thái nhất môn có thể phá vỡ không gian tạo thành một thông đạo đến ngũ hành địa mỗi một thời khắc đều tiêu hao đại lượng nguyên khí cũng sẽ không cầm cự được bao lâu không sai thông đạo do thái nhất môn mở ra mỗi một hô hấp đều tiêu hao đại lượng nguyên khí tương đương với pháp lực một cao thủ khổ tu mấy trăm năm giải tích góp được Nhiếu nhất chỉ có thể duy trì được mấy ngày rồi sẽ đóng lại quả thực là thời gian không đáng kể không thể tưởng được phương hàn đạo hữu chiếm được linh phù có thể tùy thời tiến vào ngũ hành địa xem ra đạo hữu thật có duyên với nó lăng không nhất kiếm phùng phi thiên nói tiến vào ngũ hành địa còn có một biện pháp nữa chính là đi vào theo lối vào của hoang dã thần miếu đan tiên tử đột nhiên nói nhưng đó là nếu như không sợ bị nguyên rùa không đâu thông đạo trong hoang dã thần miếu đã đóng lại rồi sau khi ta lấy được linh phù này thì không ai có thể theo lối vào ở hoang dã thần miếu mà tiến vào ngũ hành địa nữa phương hàn thông qua linh phù phát hiện thông đạo nối với ngũ hành địa ở trong hoang dã thần miếu đã đóng lại Hiện giờ người nào muốn tiến vào cũng chỉ mà không muốn hắn giúp thì cũng chỉ có thể giống như thái nhất môn. Cường ngạnh mở ra một thông đạo. Đã như vậy thì chúng ta trở về môn phái thôi. Chuyện phương hàn đạo hữu giết hai cao thủ kim đan cảnh của thái nhất môn là do bọn chúng không đúng. Nhưng hai đệ tử kim đan cảnh chết thật sự là một chuyện động trời. Sẽ tạo nên một hồi phong ở cả tiên đạo và ma đạo. Người hãy cố gắng bảo toàn cho bản thân. Kiếm cuồng trưởng lão chắp tay chào. Vốn kiếm cuồng trưởng lão đã luyện đến tầng thứ 9, thiên địa pháp tướng, cũng sẽ không thèm để ý tới một người mới đặt tới quy nhất cảnh. Thua kém hắn ba cấp bậc, nhưng mà với thực lực hiện giờ phương hàn, cũng không phải chỉ dựa vào hai kiện đạo khí mà còn có bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông cũng đủ để liều mạng với hắn. Vứt bỏ hết tất cả pháp bảo, một trọi một thì kiếm cuồng trưởng lão biết rằng bản thân hắn cũng khó có thể thu thập được phương hàn. Rất có thể còn bị đối phương phản kích ngược lại đối mặt với người như vậy nên hắn nói chuyện ngang hàng cũng không làm ra vẻ ta đây đa tạ kiếm cuồng trưởng lão quan tâm ta tự có cách để bảo toàn cho mình phương hàn gật đầu có điều chu vị cẩn thận tránh bị thái nhất môn hạ độc thủ trên đường trở về sau đó lại giá họa lên người ta đến lúc đó ta có trăm cái miệng cũng không thể nào giải oan được hừ hiện tại đã trở về huyền hoàng đại thế giới thái nhất môn còn chưa có được cái bổn sự đó Kiếm cuồng trưởng lão nói: "Trên người chúng ta đều có bổn mạng kiếm phù, nếu như có chuyện gì thì chỉ cần rung động một cái là trưởng giáo sẽ xuyên qua không gian tới ngay." "Vậy là tốt rồi, xin được cáo từ, ba tháng sáu các vị cứ tới luân hồi phong của ta lấy đan dược." Phương Hàn nói xong thì thân thể chớp động, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Hiện tại thân pháp của hắn đã tinh diệu tuyệt luân, sử dụng ngũ hành độn pháp của thần thông ngũ đế đại ma có thể trong nháy mắt chuyển di cực nhanh, vượt qua cả tốc độ của ngũ ngục vương đỉnh. Năm đó hắn dùng ngũ ngục vương đỉnh bởi vì tốc độ của vương đỉnh rất nhanh. Còn có thể tông chết mấy người thần tộc, mà bây giờ thì đã khác. Hiện giờ tu vi hắn tăng tiến, hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng cũng vô thanh vô tức, xuyên phá không gian mà đi, không sinh ra chút khói lửa nào. Muốn dừng là dừng, muốn tăng tốc là tăng tốc, muốn thay đổi phương hướng là thay đổi. Trên thực tế bổn mạng phù lục của hắn có năng lực vừa xa năng lực của ngũ ngục vương đình. Thần thông ngũ đế đại ma vô cùng khó luyện, nhưng một khi đã luyện thành thì có thể nói thần thông kinh thiên động địa. Ngẫm lại uy lực khủng khiếp của thần thông mặt nhật thiên tai do 12 cao thủ kim đan cảnh của thái nhất môn liên thủ thi triển ở ngũ hành địa quả không có gì để nói. Mà thần thông ngũ đế đại ma lại không thua gì mặt nhật thiên tai. Kẻ này tương lai nhất định có được thành tựu lớn chỉ cần không chết non thì chuyện hắn có thể trở thành một đầu sỏ muôn đời đã chắc như đinh đóng cột vũ hóa môn có được một đệ tử như vậy thật là may mắn đan tiên tử nhìn phương hàn bay đi không nhịn được cảm thán một tiếng tựa hồ tiếc hận vì cái gì mà môn phái của họ không có được đệ tử như thế này nếu không thì sẽ chiếm được không ít cỗ tốt luyện ra bồn mạng phù lục có dị tượng suy đại pháp loa kịch đại pháp cổ đây là phẩm chất có thể thành tiên để xem vũ hóa môn đối đãi với hắn như thế nào. Nếu như ở môn phái ta thì nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng. Cẩn thận bảo vệ, kiếm cuồng trường lão ngữ khí ngưng trọng, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ trào phúng. Năm đó thái nhất môn cũng có đệ tử như vậy. Đáng tiếc bọn họ quá cuồng vọng, tự hại chính mình, phùng phi thiên gật gật đầu. Kiếm cuồng trưởng lão nói đến linh lung tiên tôn. Đúng thật là theo truyền thuyết khi nàng luyện thành kim đan thì cũng có dị tượng suy đại pháp loa kích đại pháp cổ, hiện tại đã trở thành trí tôn của một phái. Pháp lực thâm bất khả chắc, khoảng cách thành tiên cũng không xa. Nếu như hiện tại nàng là người của thái nhất môn thì thái nhất môn sẽ lợi hại đến mức nào? Chỉ sợ là đã sớm thống nhất cả huyền hoàng đại thế giới. Đi thôi, chúng ta chia nhau về môn phái bẩm báo. Tuy lần này đi ngũ hành địa không được cái gì tốt nhưng mà lại kết bạn với Phương Hàn. Ba tháng sau còn có được trăm vạn nguyên anh đan lại có thể tùy thời xuất nhập ngũ hành địa thì cũng không uổng một chuyến đi. Nguyên anh đan của Phương Hàn nếu bán ra trên thị trường thì muốn đổi lấy 300 viên Bạch Dương đan cũng không phải là chuyện khó. 100 vạn chính là 3 triệu viên đan dược, có khoản tiền 3 triệu đó không biết có thể mua được bao nhiêu đồ tốt. Ba đại trưởng lão cũng bay lên, đàm luận đến khoản tiền khổng lồ kia, nghĩ đến chuyện mua Thiên Tài Địa Bảo, Phương Hàn đại ca đệ cũng muốn trở về môn phái tu luyện ở ngũ hành địa lâu như vậy, để cũng cảm giác được cương khí của mình đã có biến đổi. Tựa như đã sinh ra linh tính, có thể đột phá tầng thứ tư, âm dương cảnh rồi, tình vân bảo bảo đang ngủ trong nhật nguyệt ngũ tinh chạc đi ra nói. Trong quá trình phương hàn giao thủ cùng với tống duy nhất, triệu huyền nhất, tình vân bảo bảo cũng ở một bên, yên lặng theo dõi diễn biến, cũng không cần vội trở về môn phái, đến luân hồi phong của ta đi ta còn có một phần bàn tay của yêu thần chưa có luyện hóa. Hiện giờ ta đã tu luyện thành thần thông ngũ đế đại ma. Hẳn là có thể luyện hóa bàn tay của yêu thần, giúp đệ đột phá cảnh giới, chờ đến khi đệ tu luyện tới tầng thứ năm thần thông bí cảnh. Thiên nhân cảnh thì ta sẽ đưa kim đan của tống duy nhất cho đệ luyện hóa. Như vậy đệ sẽ có được 27 loại thần thông. Thực lực tăng lên nhiều, phương hàn ngăn tinh vân bảo bảo trở về môn phái hắn lấy kim đa của tống duy nhất cho tinh vân bảo bảo luyện hóa cũng là vì muốn lôi kéo quần tinh môn. Ý là ta giết người của thái nhất môn, đặt được kim đan, mà tinh vân bảo bảo cũng luyện hóa một phần. Khi thái nhất môn đến hỏi tội thì quần tinh môn cũng khó mà tránh được liên quan. Hắn dùng hết mọi cách để kéo thêm người lên ngồi cùng chiến xa với mình. Mà một phần cũng là vì hắn rất thích tinh vân bảo bảo. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ thần thể tinh vân bảo bảo tựa hồ cũng bị một loại bí pháp tế luyện qua nếu như tu luyện tới tầng thứ năm thiên nhân cảnh thì cũng có thể luyện hóa kim đan có thêm hai mươi loại thần thông nếu như là cao thủ bình thường thì sẽ bị bảo thể như vậy thì thật là hay thực lực của đệ tăng lên nhiều thì cũng sẽ có rất nhiều lợi thế trong môn phái hừ hừ tinh vân bảo bảo nhíu cái mũi nhỏ nhắn của mình cứ như vậy hai người bay không tới mấy canh giờ đã thấy được vũ hóa sơn ở xa xa nhưng hắn đột nhiên dừng lại bởi vì hắn đột nhiên thấy được một dị tưởng kỳ lạ. Ở xa xa, trên bầu trời vũ hóa sơn có lượng lớn bạch vân hội tụ. Tất cả đều tụ tập về một ngọn núi. Sau đó bị hút lấy rồi lại nhả ra. Thật giống như hơi thở của một đầu mãnh thú thái cổ khổng lồ đang nằm ở đó. Đó là cái gì? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Côn bằng thổ nạp, thôn Trường Hà thở ra biển rộng. Diêm chăm chú nói, mươi 259. Bố trí lại ngọn núi, hơi thở kinh người như vậy sao? Côn bằng không hổ là viễn cổ cự thú, thậm chí còn hơn cả Thiên Long. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Mạnh Thiểu Bạch đã luyện hóa được côn bằng, ấp trứng thành công? Phương Hàn nghe lời Diêm nói thì không khỏi nheo mắt lại. Trên miệng lộ ra một tia cười lạnh, không có khả năng, trứng côn bằng không thể ấp thành đơn giản như vậy. Cho dù là hắn ấp trứng thành công thì côn bằng vẫn còn nhỏ, không thể tạo nên hiện tượng lớn như vậy trừ khi mạnh thiểu bạch tu luyện ma thai ký sinh quyết. Đem tính mạng của mình kết hợp với bổn mạng của côn bằng. Biến thành một kẻ giống người mà không phải người, giống yêu nhưng không phải yêu, giống thần mà không phải thần, giống ma mà không phải ma, như vậy mới có lực lượng hít vào thở ra lượng lớn nguyên khí như vậy. Diêm liên tục lắc đầu nói, có điều vo sinh kiếm đạo am hiểu nhất là giết chóc. Cũng không có ma thai ký sinh quyết trong truyền thuyết cũng không phân tâm đi học thần thông quỷ bí của ma đạo làm gì. Huống hồ loại thần thông này cũng chỉ có viễn cổ thiên ma đại thần trong truyền thuyết mới có thể làm được. Ta biết rồi. Phương Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đừng quên vị viễn cổ ma tôn ở ngũ hành địa, hắn chưa chắc không biết ma thai ký sinh quyết. Mà mạnh thiểu bạch cũng từng đi qua ngũ hành địa. Ta tính toán thì có chín phần là vị viễn cổ ma tôn kia truyền ma thai ký sinh quyết cho hắn. Xem ra người này không có coi hắn như một quân cờ nhưng vẫn bố trí một ít tính toán trong đó. Mạnh Thiểu bằng dùng Ma Thái ký sinh quyết lấy được tính mạng bổn nguyên của côn bằng thì sẽ mạnh tới mức nào? Thành thế lớn như thế này không biết thực lực của hắn ra sao? Huyết Dạ Vương cảm ứng lực lượng ba động xung quanh, tinh thần rung động không thôi. Hắn hiện giờ cảm giác được Vũ Hóa Sơn hiện giờ như lấy ngọn núi của Mạnh Thiểu Bạch làm trung tâm. Tất cả khí lưu đều tập trung về đó hơn nữa không ngừng chấn động mạnh mẽ loại lực lượng này thật là kinh người ít nhất là hiện giờ hắn không có lực lượng như vậy lực lượng này quả thực rất là cường đại nhưng rốt cuộc cường đại tới mức nào thì ta cũng không biết bởi vì chứng của côn bằng trước giờ chưa từng xuất hiện qua mà rốt cuộc sau khi ký sinh xong thì sẽ thành bộ dáng gì cũng không có mấy người biết có điều xem ra ngươi lại có đối thủ rồi muốn đánh hắn như đánh chó sợ là không được thật không ta đây lại muốn thử xem một lần để xem bổn mạng phù lục của ta cường đại hay là vô sinh kiếm đạo của hắn cường đại lần này ta trở về môn phái một phần là muốn đánh cho hắn một trận giảm uy phong của hắn phương hàn cười cười khinh miệt tại ngũ hành địa hắn đã dám khiêu chiến thái nhất môn trong nháy mắt giết chết hai đại cao thủ kim đan cảnh tống duy nhất triệu huyền nhất trong lòng đã có một loại niềm tin vô địch vô cùng mạnh mẽ định làm như thế nào Hiện giờ liên đi thẳng lên ngọn núi của hắn, đánh cho hắn một trận, cái tên đó lần trước gặp đệ đã thấy hắn không vừa mắt. Lần đó chúng ta đang ở trong mây nói chuyện hắn tự nhiên lại xông đến hô đánh hô giết. Không đánh cho hắn một trận thì đệ không hà giận được. Tình vân bảo bảo qua qua nắm tay nhỏ, chuyện đánh hắn cũng không cần phải vội, dù sao thì sơn hà bảng đại tái cũng sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó, tất cả ngoại môn đệ tử đều sẽ trở lại môn phái khi đó chúng ta sẽ lên thiên hình đài đánh bại hắn để cho tất cả mọi người thấy rõ như vậy mới có thể đà kích được lòng tin của hắn bây giờ chúng ta trở về luân hồi phong tổng kết lại thu hoạch của chuyến đi này luyện hóa bàn tay của yêu thần và bố trí lại động phủ rồi tính sau phương hàn hừ một tiếng trên mặt lộ ra vẻ quý bí tựa như hắn lại nghĩ ra một âm mưu gì đó rồi đối với chuyện đánh chết hai cao thủ thái nhất môn mà nói thì chuyện mạnh thiểu bạch cũng không có gì quan trọng hiện tại chuyện quan trọng nhất đối với hắn là an bài cho tốt sự tình sau này còn phải đem chuyện ngũ hành địa bẩm báo lại cho trưởng môn phong bạch vũ biết rõ đồng thời còn phải luyện hóa lục mục phong thần bi của triệu huyền nhất vật này không phải thứ tầm thường phương hàn luôn có cảm giác lục mục phong thần bia còn có điểm thần bí nào đó không phải chỉ đơn giản là một pháp bảo bình thường nếu như có thể phối hợp với thần thông thì hẳn là uy lực rất lớn hơn nữa trong kim đan của triệu huyền nhất hình như có một môn thần thông liên thông với lục mục phong thần bia. Nếu như có thể tương ứng, kết hợp với nhau thì có lẽ thực lực của hắn sẽ tăng lên thêm một tầng nữa. Hiện tại mục tiêu quan trọng của Phương Hàn là tấn thăng lên tầng thứ bảy thần thông bí cảnh. Kim đan cảnh, kim đan là một cánh cửa quan trọng. Một khi luyện thành kim đan thì thọ mệnh sẽ gia tăng thêm một lần nữa. Phương Hàn hiện tại có hơn 2.000 năm thọ mệnh có thể trong nháy mắt tăng vọt lên năm sáu ngàn năm thọ mệnh thậm chí là bảy ngàn năm cũng nên hơn nữa thực lực sẽ tăng mạnh thêm một tầng nữa luyện hóa được cửu quỷ nguyên thần thì chuyện chiến thắng hoa thiên đô cũng không phải là không thể bá mặc kệ hơi thở mạnh mẽ truyền ra từ ngọn núi của mạnh thiểu bạch phương hàn lẳng lặng trở về đan phòng ở luân hồi phong của mình lúc này trong đan phòng ở luân hồi phong chỉ có ma nữ và hồng di quận chúa đang khoanh chân ngồi mặt quay về phía ngũ ngục vương đỉnh tu luyện, chính giữa ngũ ngục vương đỉnh có một ánh lửa lập lòe. Bên trong là bàn tay không có ngón tay nào, da tay đen như mặc, trên bề mặt có những ma vân chằng chịt, còn có rất nhiều ma chú, chính là phần huyết nhục còn lại của yêu thần. Trước kia Phương Hàn cũng từng già lam, Phương Thanh tiết luyện chế thật lâu nhưng vẫn không thể luyện hóa được phần huyết nhục này. Có điều hiện giờ Phương Hàn đã có bổn mạng phù lục của mình. Thực lực tăng lên gấp bội so với trước kia. Có khả năng sẽ luyện hóa được nó. Sao lửa lại nhỏ như vậy?" Phương Hàn đột nhiên nói. A, à, ma nữ và Hồng Di quận chúa quay lại thấy Phương Hàn đi vào thì kinh ngạc hô lên một tiếng. Sau đó Hồng Di quận chúa đứng lên bình tĩnh nói, "Không phải là do Mạnh Thiểu Bạch sao? Lần này không biết là hắn tu luyện loại thần thông gì?" Lúc nào cũng hút vào rồi thở ra một luồng nguyên khí khổng lồ. Tinh hoa địa hỏa bị hắn hấp thu hết chín thành rồi thậm chí cả Thái Dương chân hỏa cũng bị hắn hấp thu gần hết. Khó trách khi ta vừa tiến vào liền có cảm giác không đúng. Phương Hàn gật gật đầu, bất cứ đệ tử nào cũng cần tinh hoa địa hỏa để luyện đan. Tu luyện, thế mà tên Mạnh Thiểu Bạch này lại không để ý gì đến các đệ tử khác, chỉ lo tu luyện cho bản thân mình, tạm thời cứ để hắn thoải mái, chờ ta bố trí xong vài đạo cấm pháp xong để người khác không thể tự tiện xâm nhập vào luân hồi phong rồi sẽ tìm hắn tính. Phương Hàn xuất hoàng tiền đồ ra, tâm thần chớp động thì một tấm trận đồ bay ra, lơ lửng trước mặt hắn, tiếp đó 81 lưỡi phi kiếm bay ra, thoáng cái tiến nhập vào trong trận đồ, trong nháy mắt kiếm khí bùng lên, tản mát ra xung quanh, phóng thẳng lên trời, biến đổi thành hàng ngàn hình trang lưỡi liềm, quay quanh luân hồi phong, bao trùm toàn bộ từ trên xuống dưới, không ngừng tuần hoàn, đây là diễn nguyệt kiếm trận đoạt được của Thứ Nguyệt Đạo. Trong đó trận đồ chính là tuyệt phẩm bảo khí mà 81 thanh phi kiếm đều là thượng phẩm bảo khí. Trận đồ phối hợp cùng với phi kiếm, bố trí thành diễn nguyệt kiếm trận, một đại trận rất tốt để thủ hộ Sơn Môn. Tiếp theo chính là bộ vạn quỷ lệnh kỳ. Phương Hàn lại vỗ lên hoàng tuyên đồ, một làn khói đen vọt ra, cả đan phòng liền tràn ngập quỷ khí. Đây là một trong tam đại pháp bảo của quỷ đế. Hiện giờ Phương Hàn muốn luyện hóa bộ vạn quỷ lệnh kỳ này lại gia tăng thêm một tầng phòng hộ cho ngọn núi của mình bộ đại trận này cực kỳ lợi hại lúc trước nếu không phải có a tì môn khắc chế nó thì có lẽ phương hàn đã bị vây chết trong đó không cách nào thoát ra được có điều phương hàn cũng không thể cứ như vậy sử dụng nó được bởi vì quỷ khí của nó quá nồng đậm hiện giờ hắn muốn dùng hoàng tuyền đồ rửa sạch toàn bộ oan khí ở trong đó chỉ để lại lực lượng thuần túy sau đó lại truyền vào các loại thần thông biến vạn quỷ thành vạn linh trở thành cự linh thần thủ hộ ngọn núi bởi vì trong thần thông bàn vũ đại lực có một phương pháp để luyện chế pháp bảo rất tốt. Thần thông bàn vũ đại lực rộng lớn như biển. Hiện giờ Phương Hàn vẫn chưa hiểu hết toàn bộ tinh túy của nó. Chỉ mới tìm hiểu một tầng căn bản. Dù sao thì biết quá nhiều công pháp sẽ bị phân tâm. Cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà tham khảo phương pháp luyện chế pháp bảo ở trong nó cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Phóc, Phương Hàn phun ra một luồng nguyên khí tiên giới khi phương hàn đang luyện chế pháp bảo thì các đệ tử ở các ngọn núi khác đều nghị luận với nhau mạnh thiếu bạch sau khi trở về không biết tu luyện loại thần thông gì mỗi ngày đều làm ra thanh thế lớn như vậy hút hết toàn bộ tinh hoa địa hỏa trong phương viên ngàn dặm hắn hấp thu nhiều như vậy ngay cả tinh hoa nhật nguyệt tình tú cũng bị hắn hấp thu gần như toàn bộ rốt cuộc là hắn muốn làm gì một người mới tu luyện tới tầng thứ năm thiên nhân cảnh nói vây quanh hắn còn có một ít người tu luyện đến tầng thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thần thông bí cảnh trong đó còn có mấy vị trưởng lão của vũ hóa môn người tu luyện tới tầng thứ năm này có danh hiệu là bách chiến chân nhân thân hình cao lớn không mặc đạo bào mà là một bộ áo giáp xuyên thân nắm tay lưng đều được gai xương nhô ra che chắn trông rất dữ tợn tựa hồ là một kiện pháp bảo mà cũng giống một môn thần thông thật rất giống với giả thiên ma thủ vậy. Vị bách chiến chân nhân này chẳng những tu luyện thần thông vũ hóa môn mà còn có một kiện thượng cổ kỳ chân. Bách chiến khải giáp, một kiện tuyệt phẩm bảo khí, kết hợp cùng với huyết nhục, vô cùng lợi hại, hơn nữa theo sự tăng tiến của thần thông bách chiến huyền công thì cũng lực lượng sẽ càng tăng lên. Người này cũng là một nhân vật lợi hại ở vũ hóa môn. Bình thường cũng có quan hệ với không ít chân truyền đệ tử. Bách chiến sư đệ. Sớm đã biết như thế này thì cứ dứt khoát làm chân truyền đệ tử, trở thành trưởng lão có lẽ tốt hơn. Ở trong Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện, có đại lượng tài nguyên giúp cho việc tu luyện, cũng không cần phải để ý đến chức vị trưởng môn làm gì. Một vị trưởng lão nói, vốn vị trưởng lão này 10 năm trước vẫn là chân truyền đệ tử. Về sau từ bỏ việc tranh giành chức vị trưởng môn, một lòng thanh tu, đúng vậy, gần đây trong chân truyền đệ tử liên tục xuất hiện nhân tài. Phương Thanh Tiết vừa mới luyện thành kim đan không lâu thì Mạnh Thiểu Bạch lại trở về. Còn lợi hại hơn, còn có Phương Hàn kia đi tìm ngũ hành linh căn ở ngũ hành địa trong hoang dã thần miếu. Ai cũng đều là nhân vật lợi hại. Bách chiến sư đệ, ta thấy ngươi nên làm trưởng lão đi thôi. Cũng không thể nào tranh đoạt cùng bọn họ đâu. Hắc hắc, cũng chưa chắc, lưỡng hổ tranh chấp tất có một bị thương. Ta cứ âm thầm theo dõi kỳ biến thôi. Hơn nữa có mọi người trở thành trưởng lão giúp đỡ ta hiện tại ta tu luyện chưa tới một giáp đã luyện tới thiên nhân cảnh. Còn rất nhiều cơ hội, bách chiến chân nhân cười lạnh nói. Có điều ta nghe nói, mạnh thiểu bạch đang chờ Phương Hàn trở về thì sẽ cho hắn bị xấu mặt một lần. Mọi người nói xem là ai thắng, ai thua, mạnh thiểu bạch có nhiều phần thắng hơn một chút, mấy đệ tử đều nói. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên bầu trời xuất hiện quang hoa sáng ngời. À hát, đó là cái gì vậy? Vài đệ tử đồng thời hô lên. Sau đó bay lên nhìn thấy xung quanh luân hồi phong ở xã Kiếm Khí Tung Hoành. Những ánh trăng lưỡi liềm không ngừng di chuyển qua lại, huyền phù giữa trời, một tòa đại trận, uy lực thật mạnh, kiếm khí thật sắc bén, chẳng lẽ Phương Hàn đã trở về. Chương 260. Thanh thế, ngàn ánh trăng luân phiên di động do 81 thanh bảo kiếm tạo thành. Là một đại kiếm trận, a à ta nhớ ra rồi, trong 40 tên đạo tặc nổi danh có một người bài danh hành thứ ba là Thứ Nguyệt Đạo. Tên này khi giết người chuyên dùng diễn nguyệt đại trận để mai phục. Quy lực kinh thiên động địa. Nghe nói mỗi khi đêm trăng tròn thì kiếm trận này có thể dẫn động lực lượng của thái âm triều tịch. Quy lực lực có thể so sánh với đạo khí. Giảo sát vạn vật, đột nhiên bách chiến chân nhân hô lên. Hắn nhìn thấy mấy ngàn vạn đạo kiếm ảnh luân chuyển xung quanh luân hồi phong liền nhớ đến những gì hắn đã nghe kể trước đây. Đúng rồi, đây là bảo bối của thứ nguyệt đạo. Một trưởng lão cũng nhận ra được làm sao mà nó lại rơi vào tay Phương Hàn? Chẳng lẽ hắn giết được Thứ Nguyệt Đạo sao? Điều này sao có thể? Thứ Nguyệt Đạo là cao thủ kim đan cảnh, lực lượng vô cùng cao cường. Nghe đồn có một ít trưởng môn của các môn phái nhỏ tu luyện đến tầng thứ 8 phong hòa đại kiếp cũng bị hắn ám sát làm cho trọng thương. Không thể như vậy được. Chuyện này sao có khả năng nếu như hắn giết chết Thứ Nguyệt Đạo thì còn có thể đến vạn quy tiên đảo để được trọng thưởng nữa. Cũng không có gì phần thưởng của vạn quy tiên đảo đối với Phương Hàn bây giờ cũng không có gì đáng nói. Nghe đồn hắn ở thiên đạo các của đại huyền đế quốc dùng 2 triệu 600 ngàn đan dược để mua một con thuyền là tuyệt phẩm bảo khí thuần dương. Đại phạm quang minh thuyền, tài phú của người này thật sự là không thể nào tưởng tượng hết được. Có nhiều tài phú như vậy, tu vi cảnh giới lại không ngừng tăng lên, không biết là rốt cuộc hắn đã luyện thành kim đan hay chưa trước giờ hắn đánh nhau toàn bộ chỉ dựa vào hai kiện đạo khí ma đao huyết thương khung và hoàng tiền đồ. Có thể tạm thời uy phong nhưng về lâu về dài thì vì quá ỷ lại vào pháp bảo mà sẽ có nhiều ảnh hưởng đến tu vi. Bách chiến chân nhân lắc đầu nói, cho nên ta thấy hắn không thể nào sánh được với mạnh thiểu bạch. Nhưng ngay sau đó hắn liền im miệng, hai mắt lòi ra như mắt trâu, tràn ngập tia máu, hô hấp trở nên trầm trọng, bởi vì đột nhiên có âm thanh vạn quỷ gào khóc, la hét vang lên vô số mây đen ngưng tụ lại. Bên trong ngàn vạn oán linh bay múa, khoảng chừng 500 lá lệnh kỳ lơ lửng giữa không trung Được ngàn vạn oán linh bao quanh, tản mát ra ma diễm nồng đậm, cuồn cuộn tỏa ra xung quanh. Lại một đại trận hộ sơn nữa, mạnh hơn rất nhiều so với diễn nguyệt đại trận. Hơn nữa hình như còn là trí bảo của ma đạo Một ma trận khổng lồ, là trận trong trận, đây là cái gì, ma khí lại cường đại như vậy. 500 lệnh kỳ hình như là vạn quỷ tỏa hồn đại trận trong truyền thuyết. Là pháp bảo hộ thân của đại trưởng lão Hoàng Tiền Ma Tông. Cao thủ tiếp cận trường sinh bí cảnh, quỷ đế, vạn quỷ lệnh kỳ, sao nó lại nằm trong tay Phương Hàn? Chẳng lẽ hắn đã cấu kết với quỷ đế, ngoại trừ bách chiến chân nhân ra, tất cả các đệ tử khác đều bị chấn động kịch liệt. Thậm chí một ít trưởng lão ở trong vũ hóa thiên cung cũng bay ra. Xem xét rốt cuộc là có chuyện gì. Có phải là phương Hàn đoạn nhập ma đạo hay không? Nhưng tình hình tiếp sau đó lại làm cho tâm tình bọn họ bình tĩnh lại một chút. Bởi vì thân hình của phương Hàn hiện ra giữa quỷ vân. Sau lưng hắn là già thiên ma thủ tỏa ra quang mang ngũ sắc, không ngừng càn quét trong quỷ vân, một đạo phù lục có nguyên khí nồng, còn có vong tình thủy tỏa ra hơi nước màu vàng đất. Trong nháy mắt, quỷ vân cuồn cuộn kia được tẩy luyện, trở nên tinh khiết, trong suốt oán khí nồng đậm trong đó cũng dẫn chuyển hóa thành một loại nguyên khí tinh thuần dần dần ngưng kết lại thành một thân người cao một trượng sáu xích toàn thân được che phủ bởi khải giác năm màu vô cùng cường tráng khí tức vô cùng thần thánh cự linh thần là thần linh thủ hộ sơn môn của tiên đạo thì gia phương hàn dùng phương pháp ghi lại trong thần thông bàn vũ đại lực để luyện hóa lại vạn quỷ lệnh kỳ thành cự linh kỳ thần thông bàn vũ đại lực chính là một pháp môn tiên ma đồng tu Bên trong còn ghi lại một ít thủ đoạn luyện chế pháp bảo. Chuyển hóa ma khí thành thành pháp bảo tiên đạo, uy lực lại tăng thêm một bước. Phương Hàn đối với việc luyện chế pháp bảo cũng không phải quá lành nghề. Nhưng bản thân hắn có thực lực cường đại, lại có thêm Diêm Trợ giúp luyện hóa. Đồng thời nhờ vào kinh nghiệm học được khi quan sát các trưởng lão luyện chế ra huyết dạ vương cũng có thêm vài phần tâm đắc. Nhờ vậy mà việc luyện chế hôm nay mới có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. 500 cái vạn quỷ lệnh kỳ không ngừng chuyển hóa thành cự linh kỳ. Ngàn vạn oán linh trong đó cũng nối nhau biến thành cự linh. Phương Hàn không ngừng đem một vài thiên tài địa bảo xuất ra. Luyện hóa làm cho uy lực của nó càng ngày càng mạnh hơn. Trong túi pháp bảo của Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo cũng có một ít thiên tài địa bảo rất thích hợp để luyện khí. Nhìn thấy giả thiên ma thủ khổng lồ lơ lửng giữa trời. Còn có vạn quỷ lệnh kỳ không ngừng chuyển hóa thành cự linh kỳ. Có rất nhiều trưởng lão, chân truyền đệ tử đều há hốc mồm ra, bọn họ tự nhiên cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa ở trong đó. Lúc này luân hồi phong của Phương Hàn tỏa ra quang hoa sáng chói. Khí thế bức người, hoàn toàn lấn át khí thế ngọn núi của Mạnh Thiểu Bạch, thậm chí có phần hơn cả ngọn núi ở trung tâm Thiên Đô Phong của Hoa Thiên Đô. Diễn Nguyệt kiếm trận vốn là một kiếm trận cực kỳ lợi hại. Sau khi bố trí xong thì vạn tà bất xâm. Chỉ cần người nào cường hoành tiến vào trong trận thì sẽ bị ngàn đảo ánh trăng 81 bảo kiếm đánh vào, hóa thành bụi phấn, nhất là đêm trăng tròn, uy lực của kiếm trận lại càng mạnh mẽ, có thể dẫn động lực lượng của thái âm triều tịch, lực sát thương càng lớn hơn, cự linh kỳ lại càng lợi hại hơn. Mỗi một lệnh kỳ đều có một cự linh thần, mà cự linh thần giống một tiếng thì không khác gì sấm sét. Biến hóa vô cùng, có thể sinh ra cự linh thần lôi cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân nó còn có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí trời đất, hồn phách của cỏ cây, mà các lệnh kỳ này còn có thể liên hợp với nhau lại một chỗ. Lợi hại hơn Diễn Nguyệt kiếm trận nhiều. Hai tòa đại trận bố trí thành công thì sợ là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh cũng khó có thể làm dung chuyển được luân hồi phong. Lực phòng thủ quá kiên cố. Vạn quỷ lệnh kỳ, đó là vạn quỷ lệnh kỳ của quỷ đế. Còn có ma thủ kia, hình như là Già Thiên ma thủ của quỷ đế năm đó quỷ đế một thân một mình toàn diệt phù vân tông. Dùng giả thiên ma thủ một chảo chộp ra là giết được tông chủ phù vân tông là phù vân tử. Mà phù vân tử tự bảo kim đan, quỷ đế cũng dễ dàng tránh thoát, chỉ bị thương nhẹ, toàn bộ đều là nhờ vào giả thiên ma thủ. Bảo bối nổi danh của quỷ đế sao lại rơi vào tay Phương Hàn. Chẳng lẽ Phương Hàn đã giết chết quỷ đế? Tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy, quỷ đế đã gần đột phá trường sinh bí cảnh là một nhân vật vô cùng lợi hại. Hoa thiên đô sư huynh cũng không thể giết được hắn. Phương Hàn làm sao có thể giết được? Chẳng lẽ Phương Hàn còn lợi hại hơn cả hoa thiên đô sư huynh sao? Chuyện Phương Hàn giết chết quỷ đế là không thể nào. Nhưng mà giả thiên ma thủ, vạn quỷ lệnh kỳ đều ở trong tay hắn nghĩa là sao? Cho dù Phương Hàn là cha của quỷ đế thì cũng không thể nào đưa ra hai kiện pháp bảo tốt nhất của mình cho hắn được. Các đệ tử thấy được một màn này thì đều vô cùng khiếp sợ một phen luyện chế pháp bảo này của Phương Hàn gây nên thanh thế kinh thiên động địa. Áp chế luôn thanh thế của Mạnh Thiểu Bạch. Lúc này Mạnh Thiểu Bạch ở trong ngọn núi của mình tựa hồ cũng đã chú ý tới động tĩnh do Phương Hàn gây ra. Đình chỉ hấp thu nguyên khí. Quan sát xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Trong số các chân truyền đệ tử không có khiếp sợ chỉ có Phương Thanh Tuyết. Vạn La, Linh Tiêu, Già Lam còn lại ai cũng bị một màn này làm cho chấn kinh thậm chí có một ít trưởng lão ở vũ hóa thiên cung cũng bị một màn nàm làm cho run sợ. Thật là cường đại, sau này ta còn có thể so sánh với hắn được sao? Chẳng lẽ hắn thật sự chiếm được ngũ hành linh căn? Ta còn muốn báo thù nhưng xem ra bây giờ chuyện báo thù thật là quá xa với. Không, ta không cam lòng, ta tuyệt không cam lòng. a à, vạn la nhìn diễn biến xảy ra ở trên luân hồi phong thì trong tâm không ngừng gào thét. Nhưng chuyện tiếp theo làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng một bàn tay đen như mực, không có ngón tay nào hiện ra, chính là bàn tay của yêu thần, bàn tay lơ lửng giữa không trung, không ngừng dao động kịch liệt, Phương Hàn đang đằng vân giá vũ giữa trời đột nhiên hét lớn. Toái cho ta, giờ khắc này, bổn mạng phù lục của hắn tỏa ra ngũ sắc hào quang trói lọi. Chiếu dọi khắp vũ hóa sơn, một luồng khí tức ấm áp truyền đến, theo đó còn có tiếng tù và, tiếng chống trận vang dội đất trời dường như bị âm thanh này làm cho rung động trong hư không vang lên tiếng phạn sướng êm tai cũng không biết là từ đâu mà ra phanh bổn mạng phù lục đánh mạnh lên bàn tay của yêu thần làm cho nó nổ tung tạo thành mưa máu màu đen bắn tung tóe ra sau đó toàn bộ bay vào trong ngũ ngục vương đỉnh 55 loại thần thông bổn mạng phù lục của hắn ẩn chứa 55 loại thần thông đột nhiên già lam nghẹn ngào hô lên âm thanh bé nhọn làm cho tất cả các đệ tử vũ hóa môn khiếp sợ chết lặng Bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông có nghĩa là gì? Trời ạ, à, thật sự có thể ngưng luyện ra bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông sao? Hắn làm sao có thể dung hợp hết toàn bộ 55 loại thần thông? Không sợ bị bạo thể mà chết sao? Ta đến giờ cũng chỉ mới có 9 loại thần thông. Huyền Thiết chân nhân thiếu chút nữa phụt ra một ngụm máu tươi. Đây là vì kinh sợ, tức giận, ghen ghét mà ra kim đan của ta nếu trực tiếp va chạm với bổn mạng phù lục của hắn thì sợ là sẽ bị đánh cho vỡ vụn ngay tức khắc. Cho dù ta có tự bảo kim đan cũng không thể làm gì được đạo phù lục này. Thần thông ngũ đế đại ma, 55 loại thần thông, vạn la cảm thấy một vị đăng đắng từ trong cổ tràn lên miệng. Suy pháp đại loa, kích pháp đại cổ, đây làm biểu hiện có tiềm chất thành tiên. Vũ hóa môn chúng ta đã bao lâu rồi không xuất hiện đệ tử thiên tài như vậy? Phanh một tiếng cửa chính thiên hình cung mở ra thiên hình trưởng lão từ bên trong bay ra nhìn xuống phương hàn ở bên dưới hô lớn bổn mạng phù lục của phương hàn vừa xuất hiện thì ai cũng cảm thấy được sự khủng bố của nó bổn mạng phù lục huyền phù giữa không trung làm cho người ta cảm giác được khí tứ thần thành uy nghiêm bất hủ huy hoàng không thể nào bị phá vỡ dù từ ngữ nào cũng không thể dùng để mô tả được hết cảm nhận của mọi người lúc này mọi người đều cảm thấy bổn mạng phù lục trước mặt mặc dù nhỏ bé. Vẫn còn chưa chuyển hóa thành kim đan nhưng bọn họ có một lòng tin chắc chắn rằng phù lục này đủ sức đánh nát kim đan của bọn họ trong nháy mắt. Cho dù có tự bảo kim đan cũng không có ý nghĩa gì. Vốn mạnh thiểu bạch thổ nạp tạo, có khí thế nuốt hết sông núi. Che mờ nhật nguyệt thì bổn mạng phù lục của Phương Hàn vừa xuất hiện lại làm cho ánh mặt trời trở nên ảm đạm Cả vũ hóa môn đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn luân hồi phong lấp lánh tỏa sáng giờ khác này ngay cả cửu cung kim tháp huyền phù ở trên thiên đô phong ở trung ương cũng trở nên u ám các vị đồng môn phương hàn ta đi hoang dã thần miếu tìm ngũ hành linh căn tuy không tìm được nhưng cũng có chút thu hoạch trên đường đi gặp phải thứ nguyệt đạo diệt tinh đạo chu tiên đạo và quỷ đế vây giết ta ngoại trừ chu tiên đạo chạy thoát những người khác đều bị ta giết chết mọi người cũng không cần phải kinh hoàng tất cả các pháp bảo của quỷ đế sau khi bị ta luyện hóa cũng không còn chút ma khí nào nếu như mọi người muốn tìm hiểu thì mời mọi người lên luân hồi phong chơi. Phương Hàn đột nhiên hô lên. Hết chương 260 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.